Chương 2220, phó gia, có thể trích Nguyệt Tiên Vương biết, nhưng Lăng Hàn bởi vì chuyện nhỏ này liền đi hỏi thăm sao? Căn bản không thấy được người, Lăng Hàn vô cùng phiền muộn, rõ ràng đến Tây Tiên vực rồi, nhưng cảm giác thật giống như đã biến thành một kẻ ngu si, lại không biết nên chạy đi đâu. Đã như vậy, vậy trước theo nhánh quân đội này đi thôi. Nữ hoàng đề nghị, cũng chỉ có như vậy, trước tiên dàn xếp, lại mưu tính chuyện khác. Nhánh quân đội này cũng rất dễ nói chuyện. Không có xua đuổi bọn người lang hàn rời đi, để bọn người lang hàn một đường đi cùng. Sau 7 ngày, đại quân rốt cuộc đi tới trụ sở, nơi này bọn người lang hàn liền không thể tiến vào, liền mỗi người một ngả, được binh sĩ ở trong quân chỉ điểm, bọn họ hướng bắc đi đại khái 3 ngày, một tòa thành lớn đã ở trước mắt. Không biết Côn Bằng cung ở đâu, vậy tìm Đan Đạo Thánh địa gì không được sao? Lang Hàn vuốt cằm, hắn từ ngàn năm trước liền muốn cùng Mã Đồng Quang đến Tây Tiên vực, nhưng hắn làm thịt Mã Đồng Quang rồi, mất đi người dẫn đường lúc đó lại lười biếng không có hỏi quá mức rõ ràng. Ta nhớ sư phụ đã từng nói, địa phương kia thật giống như ở phổ An Thiên. Tuy thời gian qua lâu rồi, nhưng ta làm đại biểu của đông tiên vực, coi như đến muộn cũng có thể đi một hồi. Tốt lắm, chạm thứ nhất liền đặt ở phổ An Thiên. Hơn nữa người buôn bán đan đạo, năm sông bốn biển đều là khách, vô cùng có khả năng biết nơi của côn bằng cung. Hơi tu sửa một chút, lập tức xuất phát, lăng hàn làm ra quyết định, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối, liền quyết định ở trong thành mấy ngày, bổ sung vật tư, sau đó liền lên đường xuất phát. Tây tiên vực có rất nhiều đặc sản, linh thảo chính là một loại trong đó, có nhiều linh thảo ở đông tiên vực khó cầu, nhưng ở đây lại là hàng thông thường, tiện nghi muốn chết. Chẳng trách có thật nhiều thương nhân không tiếc vạn dặm, không sợ nguy hiểm cũng muốn từ đông tiên vực chạy tới, đi một chuyến tiền lời lớn kinh người A. lang Hàn cũng chọn mua một phen, tuy linh thảo không thể tăng lên cảm mộ cảnh giới, nhưng có thể tăng cường tích lũy nguyên lực, cái này ở bất cứ lúc nào cũng hữu dụng. Cứu mạng, cứu mạng, ác bá trắng trợn cướp đoạt nữ nhân A. Chỉ nghe một cô gái giết gào, từ phía trước chạy tới, phía sau đuổi theo mười mấy nam nhân, mỗi một người đều hung thần ác sát. Một cô gái yếu đuối bị mười mấy đại hán đuổi tận cùng không buông, cái này không phải tiêu chuẩn bức người hiền lành làm kỹ nữ sao. Tuy cô gái yếu đuối này kỳ thực không tính quá yếu, tốt xấu cũng có tu vi tứ chảm, nhưng những đại hán phía sau kia mỗi người đều là tam chảm, tứ chạm, một versus 10 thì làm sao có khả năng đánh thắng được. Trong lòng Lăng Hàn cảm thán một hồi, không hổ là Tây Tiên vực A, à, ngay cả chạm trần lão tổ cũng tràn lan như vậy. Cô gái kia sắc thực rất đẹp, da trắng tóc đen, thân cao thon dài, ngực căng tròn, khiến người ta thèm nhỏ dãi, muốn nói sẽ khiến cho thiếu gia ác bá nào chú ý, phái người trắng trợn cướp đoạt cũng là chuyện rất bình thường. Nữ tử một bên chạy một bên rít gào, nhưng nàng càng gọi hung ác, người hai bên đường càng tránh nhanh, e sợ cho mình bị tai vạ tới. Bởi vậy, khi người ở hai bên đều dồn dập tránh ra, liền chỉ còn dư lại đoàn người Lăng Hàn hết sức rõ ràng, cực kỳ đột ngột đứng giữa đại lộ. Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ hoang mang, bởi vì nàng cũng không thể xác định dụng ý của đoàn người kia, là muốn giúp nàng hay giúp người xấu làm điều ác. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhoáng một hồi liền xẹt qua mấy người Lăng Hàn, sau đó biểu cảm trên mặt buông lỏng, thân hình tiếp tục dựng lên, vọt nhanh. Khi mười mấy tên đại hán kia lao tới, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, phát động quy tắc sát lục vù, dưới khi thế đáng sợ xung kích, những đại hán kia mỗi một người đều sắc mặt trắng bệch, oành 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 ngã rầm trên mặt đất. Chảm trần lão tổ có khả năng vô duyên vô cớ ngã trồng vó sao? Đương nhiên không thể, huống hồ vẫn là mười mấy cái cùng một chỗ ngã trồng vó. Bởi vậy, quá rõ ràng rồi, chỉ có đám người lăng hàn đứng giữa đường, không phải bọn họ làm thì còn ai. Trời ạ, à, bọn họ lại dám quản chuyện vô bổ của phó thiếu, nhất định phải gặp vận rủi lớn không sai không biết phó gia chính là hào môn của thống liên thành sao ta xem mấy người này đều là mới tới hừm nhất định như vậy người đi đường bốn phía châu đầu ghé tai nhưng cũng chỉ nhỏ giọng nghị luận tựa hồ sợ người ta nghe được trong lòng lăng hàn nha một hồi chẳng trách thả ra mấy con chó đều là trảm trần lão tổ không phải hào môn làm sao có khả năng làm được hắn đương nhiên sẽ không lưu ý đừng nói sức chiến đấu của mấy người bọn hắn đều cực kỳ cường hãn thật gặp phải đại nhân vật đến không phải còn có một tiểu cốt có thể đẩy ra làm bia đỡ đạn sao? Đi một chút đi, nếu muốn ăn thịt." Hổ nữ bất mãn nói, một bên xoa bụng nhỏ. "Đi một chút đi, nếu muốn ăn thịt." Tiểu Cốt học theo răm rắp, cũng xoa cái bụng. Lang Hàn không khỏi đau đầu, một cái Hổ nữ cũng đã khiến người ta rằn vặt, hiện tại còn muốn tới một người. Hổ nữ yêu cầu hiển nhiên là không dễ dàng từ chối, bởi vậy đoàn người liền đi tìm tử lâu ăn cơm, vừa đi vừa thảo luận, tựa hồ căn bản không để chuyện vừa rồi ở trong lòng. Những người đi đường đều hai mặt nhìn nhau, có vẻ cực kỳ kinh ngạc Mấy người này cũng quá trâu đi Đúng vậy, nhúng tay sự tình của phó gia, lại còn dám hứng hờ như thế Khả năng người ta có chuẩn bị mà đến thì sao? Cát, người chưa từng nghe nói Cường Long không ép địa đầu xà sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết, phó gia lão tổ chính là thủ tịch đan sư dưới trướng trích nguyệt tiên vương sao? Ha, ngược lại bọn họ là tự mình muốn chết Những nghị luận này mấy người lăng hàn liền không nghe được bởi vì bọn họ đã tìm tới một quán rượu, bắt đầu ăn uống. Hưng, ăn ngon, ăn ngon. Hổ nữ tay trái cầm một cái đùi gà, tay phải ôm theo một khối thịt kho tàu, trong miệng nhai cắn, nhưng còn có thể nói rõ ràng, điểm ấy không thể không khiến người khâm phục. Tiểu cốt lại không được, đồng dạng là ăn, nhưng hắn nói ra liền ủng ụp ủng ụp, làm sao cũng không rõ ràng. Cho nên nói, kẻ tham ăn tuyệt đối là cần thiên phú. Lăng Hàn, đám người nữ hoàng uống chút rượu, Tây Tiên Vực ở nhiều phương diện đều không giống Đông Tiên Vực, bao quát phương diện ẩm thực, để bọn họ đều muốn thưởng thức một chút. chương 2221, chứng vọng tưởng thượng. Tựa hồ tâm tình của mấy vị không tệ, trong tiếng cười sang sáng, chỉ thấy ngoài cửa nhiều hơn một người, bởi vì che ánh sáng, để hắn bỏ ra một cái bóng thật dài, cũng làm cho hắn nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Đây là một nam tử tuổi còn trẻ, bận trường bào màu xanh, nhưng lông mày hơi hướng lên trên, tỏa ra một loại lộ liễu. Phó thiếu, những khách nhân khác trong tử lâu nhìn thấy người này, dồn dập đứng lên, cung kính hành lễ. Phó gia, là cự vô phách, địa đầu xà của thống liên thành, mà người trẻ tuổi này tên là Phó Nhạc, chính là đời thứ ba duy nhất của Phó gia, có thể thấy được có địa vị thế nào. Hết cách rồi, Phó gia ba đời đều đơn truyền, nhân số ít ỏi. Phó Nhạc cười nhạt, nhanh chân đi vào, đi tới bên cạnh bàn của Lăng Hàn, mà phía sau hắn theo một lão đầu vóc người khô gầy, nhìn qua sơ sắc bơ phở, vẫn nhắm hai mắt nhưng thỉnh thoảng vừa mở mắt, có thể nhìn thấy trên nhãn cầu của hắn có vô số phù văn đan sen, khí thế bá đạo chợt lóe mà qua. Tiên phủ, Lăng Hàn thầm suy đoán, thực lực của ông lão này sâu không lường được, đạt đến mức độ để hắn không thể phỏng đoán, bởi vậy chỉ ít cũng là nhân vật cấp bậc tiên phủ. Nhưng muốn nói đối phương là cường giả thăng nguyên cảnh, vậy Lăng Hàn thật không tin. Cường giả như vậy sẽ làm tùy tùng cho một thanh niên. Kháo, phó gia lại không phải thế lực tiên vương, không ngại ta ngồi xuống chứ phó nhạc cười nói nhưng không chờ mấy người lăng hàn mở miệng đã đặt mông ngồi xuống vậy ngươi hỏi cọng lông không ngại ta ngồi xuống chứ tiểu cốt nhìn thấy món đồ chơi mới lập tức tràn đầy phấn khởi học vẹt phó nhạc nhất thời lộ ra vẻ không vui ngươi đây là ý gì chào phúng ta sao hắn hừ một tiếng nói các hạ chớ có cho rằng ta không biết là các ngươi ra tay đối phó mấy thủ hạ vô dụng kia của ta các hạ chớ có cho rằng tiểu cốt một chữ không rơi xuống đất thuật lại mà hắn hiển nhiên có tiến bộ, không chỉ đơn giản thuật lại, hơn nữa còn sinh động như thật, tình cảm giạt rào, vẻ mặt động tác đều hoàn toàn đuổi kịp. Lần này, phó nhạc thực sự là tức rồi, các ngươi cũng thật quá mức. lang Hàn hơi kinh ngạc, phó gia này không phải cử vô phách trong thành sao, tại sao phó thiếu này rảnh rỗi như vậy, chỉ vì cướp nữ nhân không được, liền tự thân xuất mã. Háo sắc như thế sao, thật giống như không đúng lắm, một người có háo sắc hay không, nhìn cử động của hắn liền có thể biết mà hiện tại ở đây có hổ nữ nữ hoàng nhu yêu nữ là mỹ nhân quyến rũ vạn ngàn nhưng hắn lại có thể mắt nhìn thẳng được rồi vẫn sẽ tình cờ quẹo vài lần nhưng đây là thường tình của con người oanh phó nhạc vỗ bàn một cái công phu hàm dưỡng của hắn tuyệt đối không cao cũng đúng thiếu niên đắc chí trong thành ai không nhường hắn ba phần cần kính nể ai hắn lại không biết tiểu cốt có tật xấu học vẹt còn tưởng rằng đối phương đang cố ý trào phúng mình tự nhiên không nhịn được tức giận ha ha không cần để ý đến hắn, hắn thích mô phỏng theo người mà thôi. Lang Hàn cười nói, ha ha, không cần để ý đến hắn. Tiểu cốt vẫn thích học vẹt Lang Hàn nhất, dù sao cũng là người thứ nhất hắn gặp phải, ngay cả dáng dấp cũng dập khuôn. Thấy cảnh này, phó nhạc mới thoáng tan chút lửa giận, đầu óc của người này tựa hồ có chút không bình thường. Kỳ quái, đôi huynh đệ này một cái anh Tuấn thần lãng, mà một cái khác ngốc hề hề, ở trong bụng mẹ bị bắt nạt đến choáng váng sao. Ta cũng không phí lời, nữ nhân kia ở đâu? phó nhạc hỏi nữ nhân kia nha chính là nữ nhân trước bị mười mấy tên đại hán đuổi theo kia người này còn rất trung tình đối với cô gái này nhớ mãi không quên sao lang hàn lắc đầu nói không biết ngươi đang nói cái gì các hạ ngươi muốn phủ nhận trước kia ra tay với thuộc hạ của ta sao phó nhạc hừ một tiếng lộ ra vẻ không vui rõ ràng lang hàn khẽ mỉm cười nói không thể xem như là ra tay nếu ta thật ra tay bọn họ có người nào còn có thể sống đây là lời nói thật, chỉ là mấy chảm trần mà thôi, lấy phân hồn nghiền ép chảm trần, lăng hàn chém giết bọn họ chỉ cần một ý nghĩ mà thôi. Vậy xem ngươi có dám hay không, phó nhạc lại không cho là như vậy. Phó gia, cự vô phách của thống liên thành, phó gia lão tổ càng là thủ tịch đan sư dưới chứng trích nguyệt tiên vương, ai dám vuốt sâu hùm của phó gia. Ta không phí lời với ngươi, giao cô gái kia ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắn cực kỳ cứng rắn, lăng hàn cười ha ha nói, ý tứ không tốt, ta cũng không biết cô gái kia là ai, người tìm người khác hỏi một chút đi. Rượu mời không uống, phó nhạc giận tím mặt, tay phải thò ra, liền tóm tới lăng hàn. Vù, trên tay của hắn hiện ra từng cái phủ văn, kim quang trói lọi, như thiên thần. Lăng hàn kinh ngạc, cũng thật coi thường nhị thế tổ này, lại có sức chiến đấu cấp bậc địa hồn. Hơn nữa, cảnh giới của người nọ chỉ là âm hồn, nhưng có thể bùng nổ ra sức chiến đấu cấp địa hồn, cho thấy hoàng giả chịu uy. Hắn giơ tay, tóm tới cổ tay của đối phương ngông cuồng phó nhạc hừ lạnh người mất trí sao mọi người đều là phân hồn cảnh bởi vậy chỉ có thể nhìn ra cảnh giới lớn của đối phương nhưng cảnh giới nhỏ là không biết người khí thế mẫn cảm mới có thể phát hiện khí thức của đối phương là mạnh hay yếu hơn mình nhưng chỉ cần vừa ra tay vậy liền vừa xem hiểu ngay bọn họ một cái là âm hồn một cái là dương hồn tranh lệch dòng dã một cảnh giới nhỏ hơn nữa phó nhạc là hoàng giả có thể vượt qua một cảnh giới vô địch vậy chính là có thể quét ngang địa hồn cảnh thì làm sao là Lăng Hàn có thể ngang hàng. Người không né không tránh, lại còn vọng tưởng đưa tay bắt được hắn, gan chó này lớn bao nhiêu. Đùng, trong tiếng vang lanh lành, cổ tay của phó nhạc đã lọt vào trong tay Lăng Hàn. Vững vững vàng vàng, cái gì, ánh mắt của phó nhạc lập tức mở to, đầy mặt không thể tin tưởng. Ngay cả lão giả phía sau hắn kia cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra, quang mang bắn ra bốn phía, có nhật nguyệt ngôi sao sinh thành, phá diệt, khí thế cực kỳ đáng sợ, để đại bộ phận người trong tử lâu đều rên lên một tiếng, có mấy người càng trực tiếp phun ra máu. Đây là một vị cường giả tiên phủ cảnh, chỉ cần khí tức thoáng lưu chuyển liền có thể để trảm trần trọng thương. Cũng còn tốt, tiểu cốt duỗi ra một tay, bảo vệ đám người nữ hoàng. Rõ ràng dễ như ăn cháo liền hóa giải công kích của tiên phủ cảnh, nhưng hắn lại đầy mặt dại ra, một bộ ngốc ngốc. chương 2222, chứng vọng tưởng hạ. Đệt, con mắt của lão giả lại trợn tròn mấy phần, trước hắn cũng cho rằng tiểu cốt là tên ngốc, ai biết tên kia lại có thể tu luyện tới tiên phủ cảnh. Không, chỉ ít là tiên phủ cảnh, lão giả tự nhận, hắn hoàn toàn không nhìn ra tu vi của tiểu cốt. Sâu không lường được, lang hàn cười nhạt nói, người trẻ tuổi phải hiểu lễ phép, không nên hơi một tí liền ra tay, chúng ta muốn lấy đức phục người. Nghe hắn trợn mắt nói bậy, nữ hoàng, nhiều yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ đều mỉm cười, vị phu quân này luôn thích một lời không hợp liền đánh người, nhưng hiện tại lại khuyên người khác phải lấy đức phục người cái này không phải đang nói đùa sao chỉ có hổ nữ đàng hoàng trịnh trọng phối hợp nữ thích nhất lấy đức phục người tiểu tử chúng ta đến sao ăn cơm người ăn không lại nữ liền học chó bò phó nhạc chỉ cảm thấy nhân sinh quan muốn tan vỡ một dương hồn cảnh nhưng có thể dễ dàng bắt được mình mặc hắn dãy dụa làm sao cũng không cách nào tránh thoát một kẻ ngu si học vẹt lại dọa người hộ đạo của hắn không dám động tại sao cái tổ hợp này cường đại như vậy lẽ nào tất cả sự kiện đều là âm mưu to lớn mục đích chính là vì dẫn hắn hiện thân từ đó bắt hắn uy hiếp phó ra sao thật là to gan bọn họ là người của trích nguyệt tiên vương hơn nữa ra ra hắn là thủ tịch đan sư có thể nói người tâm phúc trước mặt tiên vương dám can đảm ra tay với phó gia vậy cùng khiêu khích tiên vương khác nhau ở chỗ nào các ngươi đến tột cùng muốn cái gì càng ở thời khắc nguy cơ phó nhạc ngược lại càng chấn định có hoàng giả chi uy Lăng hàn kinh ngạc nói ngươi ra tay với ta nhưng hỏi ta muốn cái gì, không cảm thấy có chút đổi trắng thay đen sao? Hừ, ít nói phí lời, muốn tiền chuộc đúng hay không? Phó nhạc nói thẳng, cái này, một một trăm triệu tinh thạch, đủ chứ? Phó nhạc không chờ Lăng Hàn nói chuyện, trực tiếp ra giá. Cái kia, chỉ có thể số này, nếu không giao dịch quyết không thành. Phó nhạc kiên quyết nói, Lăng Hàn không nói gì, hắn con mẹ nó căn bản không hề muốn làm cướp A. Hơn nữa, tuy hắn một tay nắm lấy đối phương, nhưng đây là tự vệ có đúng hay không? Vì cái gì sự tình đột nhiên thành ăn cướp, hơn nữa còn rất giống. Thấy Lăng Hàn không nói lời nào, phó nhạc còn tưởng rằng hắn đồng ý, liền nói với lão giả kia. Dư bá, phiền phức ngươi đi một lần, lấy 100 triệu tinh thạch lại đây. Thiếu ra, vậy ngươi, lão giả không yên lòng, chức trách của hắn chính là bảo vệ phó nhạc an toàn, nhưng hiện tại mình không thể bảo vệ, để thiếu chủ rơi xuống ở trong tay người khác, còn phải tạm xa cách vạn nhất đối phương giết con tin thì sao? Yên tâm, ta tin tưởng mấy vị này đều không phải người ngu, biết ta sống sót mới có giá trị. Phó nhạc từ tốn nói, có vẻ cực kỳ thong dong, càng có một loại dũng cảm. Được, lão giả không dây dưa dài dòng nữa, đáp một tiếng, xoay người rời đi. Mấy vị chờ một chút, một một trăm triệu tinh thạch không phải là trong thời gian ngắn có thể tập hợp được. Phó nhạc nói, một bộ tuy ta rơi vào trong tay các ngươi, nhưng quyền chủ động còn ở trong tay ta. Đám người lăng hàn nhìn lẫn nhau, có thể từ trên mặt đối phương nhìn thấy vẻ mặt giống nhau cái ngu ngốc này. Ai, lăng hàn buông lỏng tay ra nói, ta nói, người người này có phải là có chút chứng vọng tưởng không? Phó nhạc xoa xoa cổ tay nói, các hạ, người đã chiếm hết thượng phong, hà tất còn trào phúng. Hắn tự nhiên không cho rằng lăng hàn thả mình, mà là đối phương có niềm tin tuyệt đối, coi như thả hắn tự do cũng không thể chạy trốn. Lăng hàn vỗ vỗ vai của phó nhạc nói, người tuyệt đối là người ta đã thấy, có sức tưởng tượng lớn nhất phó nhạc tự nhiên cho rằng lăng hàn là đang nhạo báng mình chỉ hư lạnh một tiếng căn bản không thèm để ý lăng hàn lắc đầu một cái nói nếu như ta nói cho ngươi ta căn bản không quen biết nữ nhân ngươi nói kia ngươi có tin hay không không tin đúng không có điều đây là lời nói thật ta chỉ gặp chuyện bất bình không chịu nổi mấy đại nam nhân bắt nạt một cô gái yếu đuối mà thôi vừa nãy là ngươi ra tay với ta trước ta chỉ tự vệ mà thôi trí tưởng tượng của ngươi lại cất cánh cho rằng ta muốn người bắt đòi lấy tiền chuộc. Ha 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 ha, phó nhạc đầu tiên là không tin, kháo, người cho rằng ta ngu như vậy sao? Hắn hừ một tiếng nói, vậy hiện tại ta rời đi, người sẽ không ngăn cản ta. Cứ tự nhiên, Lăng Hàn chỉ chỉ cửa lớn, phó nhạc nửa tin nửa ngờ, đi tới, thấy mấy người Lăng Hàn không có ý ngăn cản, quay đầu nói. Ta thật muốn đi, xin mời, phó nhạc đi ra cửa, nhưng chỉ một hồi, hắn lại ló đầu vào. Ta thật phải đi, Lăng Hàn gật gù, lại làm một cái thủ thế tùy tiện. Phó Nhạc lại tiếp tục rời đi, nhưng sau một lát, hắn lại lần nữa đi vào cửa lớn, đặt mông ngồi xuống. Ta thật hiểu lầm các ngươi, hắn thật không biết nói gì. Ừm, mấy người Lăng Hàn đều gật đầu, mặc dù người này là hoàng giả, nhưng càng là một cái thích trêu đùa. Phó Nhạc không thể tin được mình lại náo loạn ra một sự tình ô long lớn như vậy, nhưng vừa nãy hắn xác thực có thể chạy, chứng minh đối phương không cần thiết cố ý lừa hắn. Kháo hắn thật thành ngốc bất chấp, hắn than thở, mặt đỏ bừng, qua một hồi lâu, hắn mới nói, tuy ta hiểu lầm chư vị, nhưng cũng là có nguyên nhân. Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi cũng hiểu lầm ta, ta không phải loại ỷ thế hiếp người. Nhìn ra rồi, lăng hàn gật gù, nếu không hắn sẽ không khách khí với đối phương. Tuy trên đời này sắc lang ác bá giết chết không hết, nhưng chỉ cần gặp phải, hắn liền không ngại tiện tay giết chết. Nếu như phó nhạc thực sự là người như vậy, hắn đã sớm là người chết cô gái kia, giả vờ vào nhà ta làm thị nữ, nhưng lại trộm bất tử đan mà tổ phụ ta vừa luyện chế thành, bị người phát hiện, mới sẽ một đường bỏ chạy. Ta nhận được tin tức liền lập tức truy kích, nhưng đã chậm. Phó nhạc nói, ô, còn có quanh con như vậy, quả thực như vậy, lang hàn cao mày, nếu thật như vậy, vậy bọn họ là hảo tâm làm chuyện xấu rồi. Lấy danh dự của phó gia ta thề, tuyệt không hư ngôn. Phó nhạc nghiêm nghị nói, lang hàn gật gù nói, này cũng thật là một chuyện hiểu lầm, Bọn họ hiểu lầm mục đích người phó ra truy kích cô gái kia, mà phó nhạc thì hiểu lầm bọn họ muốn bắt mình đổi lấy tiền chuộc. chương 2223, tìm kẻ trộm. Vậy thì đi tìm người, Lăng Hàn lập tức đứng lên, biển người minh mông, nên đâu đi tìm. Phó nhạc thở dài, thống liên thành nhân khẩu hàng mấy chục tỷ, mà cương vực rộng lớn càng kinh người, muốn tìm ra một người tự nhiên là khó như lên trời. nếu tìm được, hổ nữ sung phong nhận việc, phó nhạc không chút tự tin nào, một gia hỏa có thể đưa ra cùng người khác sau ăn cơm, lại có thể có uy tín gì. Lăng hàn cười ha ha nói. Nữ, dẫn đường, ừm, hổ nữ lập tức đứng dậy rời đi, nhưng đi mấy bước lại vội vã chạy trở về, đóng gói toàn bộ thức ăn trên bàn lại, lúc này mới nhanh chân mà đi. Phó nhạc càng không thể tin tưởng, liên tục lắc đầu. Đi thôi, lăng hàn kéo phó nhạc, lấy lực lớn của hắn, phó nhạc căn bản không thể chống lại. Đoàn người ra tủ lâu, một lần nữa trở lại địa phương khi đó gặp phải cô gái kia hổ nữ nhân cái mũi nhỏ người lên, một lát sau, nàng chỉ vào con đường nói. Này, kháo, ngươi là mũi chó A, à. phó nhạc không khỏi thầm nhổ nước bọt, nhưng ở trước mặt tự nhiên là không thể nói, hơn nữa hổ nữ còn đẹp như thiên tiên, để hắn cũng không đành lòng nói như vậy. Nhưng đám người lăng hàn tràn ngập tự tin với hổ nữ, mũi của tiểu nha đầu còn linh hơn chó. Một đường đi tới, thỉnh thoảng hổ nữ sẽ dừng lại, sau đó mang theo mọi người quẹo trái rẽ phải, vượt núi băng đèo, dòng dã hai ngày sau, bọn họ đi tới một thôn trang nhỏ, có khói xanh bay lên, có chó cỏ gọi uông, một bức điền viên phong quang. Chính là chỗ này, hổ nữ chỉ vào thôn trang nói, nơi này, phó nhạc tự nhiên không tin, lắc đầu một cái, đầy mặt đều là hoài nghi. Đi thôi, lang hàn lôi hắn đi vào, đoàn người tiến vào thôn trang, lập tức liền có một đám tiểu hài tử xông tới, nhìn nữ hoàng, hổ nữ. Chăm chăm không chấp mắt, bọn họ thật chưa từng thấy người đẹp như thế, chỉ cảm thấy đều như tiên nữ đoàn người lăng hàn đứng ở trước cửa một gia đình một gian nhà lá phổ thông đến mức tận cùng chính là chỗ này phó nhạc liên tục lắc đầu hắn nghe hạ nhân nói tu vi của nữ tặc là trảm trần cảnh tuy trảm trần ở tiên vực không có tư cách xưng là cường giả nhưng tuyệt đối có thể được cho là nhân vật phóng tới có chút thành nhỏ cũng có thể thành lập thế lực hùng bá một phương lại ở địa phương nhỏ như thế ai tin tưởng a à? lăng hàn nhìn những đứa nhỏ kia hỏi có ai biết nơi này ở người nào không ây. Ai là người thứ nhất trả lời, nơi này có hai cây kẹo khen thưởng cho hắn. Hắn lấy ra hai cây kẹo, ta biết, ta biết, ta cũng biết, đám trẻ con đều tranh nhau chen lấn nói, dồn dập cướp trả lời, ngay cả hổ nữ cũng dục ra dục dịch, những kẹo que này nguyên bản là vì dụ dỗ nàng mà chuẩn bị. Nơi này ở một vị đại ca ca cùng đại tỷ tỷ. Đại tỷ tỷ rất đẹp đẽ, có điều không đẹp bằng mấy tỷ tỷ này, bọn họ chuyển tới mới chỉ hơn hai năm, đại ca ca sinh bệnh, luôn ho khan, ta còn thấy hắn thổ huyết. Lăng Hàn cười cợt, lại lấy ra một ít kẹo, phân cho những đứa bé này, sau đó nói. Đều đi chơi đi, nhất thời, đám trẻ con liền giải tán. Lăng Hàn đẩy hàng rào nhà lá ra, phía sau có một lối nhỏ, hai bên gieo hoa cỏ, cực kỳ kiều diễm, cùng thôn trang đơn giản này có chút không hợp. Cổng của nhà lá khép hờ, Lăng Hàn vẫn không có đẩy cửa ra, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng ho khan. Hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy một cái, cổng liền mở ra, gia cụ bên trong cực kỳ đơn giản, chỉ có một bàn một tủ một giường, mà trên giường nằm một tên nam tử, đang ho kịch liệt, còn thổ huyết, tựa hồ muốn phun ra toàn bộ nội tạng. Khắc, ngươi là ai? Nam tử kia phát hiện lăng hàn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hiện ra một khuôn mặt thanh tú, chỉ là quá mức trắng xám, không có chút màu máu. Ô, có mùi thuốc của bất tử đan, phó nhạc nhíu mũi, đột nhiên chạy ra, ngươi đã ăn bất tử đan, nam tử kia kinh hãi, liên tục lắc đầu nói ta không có ăn bất tử đan, các người nói bậy, ta không biết các người đang nói cái gì. Phó nhạc lại không nửa điểm hoài nghi, hổ nữ xác thực tìm đúng địa phương, mà bất tử đan cũng bị nam nhân này ăn. Hắn giận tím mặt, bất tử đan là trích nguyệt tiên vương hạ lệnh để tổ phụ hắn luyện chế, hiện tại bị người này ăn, làm sao báo cáo kết quả cho tiên vương. Không cần sốt sắng, chúng ta không có ác ý. Lăng Hàn cười nói, một tay đặt ở trên người nam tử kia, phát động lực lượng mục chi bản nguyên, dâng về phía người kia. Lực lượng tràn ngập sinh cơ dâng lên, tiếng ho khan của nam tử kia lập tức đình chỉ, trên mặt tái nhợt lại hiện ra một vệt đỏ ửng. "Ngươi là bị người đả thương." Lăng Hàn nói, "Người kia có năng lực giết ngươi, nhưng chỉ để ngươi chịu trọng thương, dụng ý rất độc, là muốn cho ngươi nhận hết dằn vặt mà chết." Nam tử kia biến sắc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. "Ngươi nói không sai, sự tình xác thực như vậy." Nói nghe một chút, Lăng Hàn cảm thấy rất hứng thú. Trước hắn cho rằng nữ tặc kia trộm bất tử đan là vì bán lấy tiền hoặc đổi lấy lợi ích tư dục, nhưng bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bất tử đan tổng cộng có 10 viên, ngươi nhất định không có ăn xong, còn lại ở đâu? Phó nhạc hỏi, ai, ngươi người này có biết nói chuyện hay không, không thấy người ta là bệnh nhân sao? Lăng hàn sách phó nhạc lên, ném đến bên cạnh, ngươi từ từ nói, hắn lại nhìn về phía tên nam tử kia, phó nhạc không khỏi phiền muộn, ta là cháu ruột của tứ tinh đan sư, sao người vũ phu với ta như vậy? Ta tên Quách Minh, nam tử kia nói, ta xuất thân phổ thông, nhưng thiên phú võ đạo không tệ, bái vào tinh nguyệt tông tu tập võ đạo. Dưới một dịp vô tình, ta gặp phải một người, chính là thê tử của ta hiện tại, Liễu Tuyết Nhiên. Tuyết Nhiên là cháu gái của tam trưởng lão tinh nguyệt tông, thân phận địa vị hoàn toàn không phải ta đệ tử ngoại môn nho nhỏ như ta có thể so sánh. Nguyên bản, ta cho rằng Tuyết Nhiên cao cao không thể với tới, nhưng hai chữ duyên phận, ai có thể nói rõ ta cùng tuyết Nhiên chân thành mến nhau, nhưng gặp phải phản đối. Không chỉ tam trưởng lão, còn có thất trưởng lão. Tam trưởng lão muốn lôi kéo thất trưởng lão, liền có ý để đời sau của song phương kết làm vợ chồng. Thất trưởng lão có cái chắc trai, gọi Nguyễn Đông Tương, vốn có ý với tuyết Nhiên, được trưởng bối giúp đỡ, tự nhiên cả ngày dính ở bên người tuyết nghiên. chương 2224, Cố sự Tuyết nhiên mấy lần thoái thác việc kết hôn với tam trưởng lão đều không có kết quả, đối với Nguyễn Đông Tương tự nhiên cực kỳ lãnh đạm nguyễn đông tương ghi hận ta liền dùng thất hoa thất độc trưởng trọng thương ta muốn ta ở trong thống khổ tử vong sau khi tuyết nhiên biết được liền dẫn ta rời tinh nguyệt tông vì tránh né lần theo chúng ta dọc theo đường đi đều cẩn thận từng ly từng tí che giấu hành tung nhưng đi tới nơi này thương thế của ta đã đến trình độ không thể nào khống chế liền không thể không dừng lại tuyết nhiên biết được nơi này có vị đại đan sư liền đi làm thị nữ dùng thời gian hai năm cuối cùng thu được cơ hội tiếp cận đan phòng thay ta ăn trộm bất tử đan tất cả những thứ này đều bởi vì ta, tuyết nhiên vô tội, các người muốn thế nào đều được, đều chút lên người ta. Ô ô ô, thật đáng thương, tiếng nức nở vang lên, chỉ thấy phó nhạc đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Chuyện này, thật khuếch đại, mấy người lăng hàn hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy vị nhị thế tổ này thức quá đa sầu đa cảm, mới vừa rồi còn hận không thể xé bụng người ta ra thu hồi bất tử đan, nhưng hiện tại vì cố sự ái tình của người ta mà khóc bù lu bù loa. Này này này, người quá khuếch đại đi. Lăng hàn vỗ vỗ vai của phó nhạc, ô, người không cảm thấy rất cảm động sao, phó nhạc nức nở, là có chút, nhưng cũng không đến nỗi như thế chứ. Lăng hàn dùng mình, chỉ cảm thấy người này đầu thai sai, đa sầu đa cảm như vậy, phải làm nữ nhi à. Chỉ ít một nữ nhân cảm động như vậy còn hợp lý, hẳn là không có người sẽ nói cái gì. Ô ô, thật đáng thương, quá đáng thương, phó nhạc không coi ai ra gì, tự nhiên cảm động. Điều này làm cho quách mình có chút không nói gì, tuy hắn là người trong cuộc tình cờ cũng thổn thức, nhưng Nam Nhi không dễ rơi lệ, làm sao có khả năng khóc thành như vậy. Đừng nói là hắn, ngay cả Liễu Tuyết Nhiên cũng không có khóc thảm qua như vậy. Này, người muốn mất mặt tới khi nào? Lăng Hàn thở dài, không nên quấy rầy ta, để ta khóc nhiều một chút. Hổ nữ thiếu kiên nhẫn, đùng, chính là một cước đạp tới, nhất thời đá bay phó nhạc, đập nhà lá ra một lỗ thủng, sau đó trong nháy mắt liền hóa thành một điểm đen nhỏ. Em bé đáng thương, Minh ca, chỉ nghe một tiếng gọi to duyên dáng, tràn ngập cấp bách, sau đó một cô gái liền xông vào. Chính là cô gái yếu đuối trước gặp phải đoàn người lăng hàn, liễu tuyết nhiên. Phát hiện trong phòng có mấy người, hơn nữa mỗi người đều là khổ chủ, liễu tuyết nhiên không khỏi tái mặt. Đây là sự việc đã bại lộ, tìm tới cửa sao. Việc này không quan hệ tới minh ca, đều là ta làm, muốn dóc xương muốn giết, đều để ta gánh. Nàng lớn tiếng nói, không, là bởi vì ta, ta đến gánh. Quách Minh cũng cướp lời nói, là ta, không, là ta, hai người đều tranh nhau hánh trách nhiệm, phu thê tình thâm. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu nói, hai người các ngươi ngốc a, à, còn muốn một mình gánh trách nhiệm, khẳng định là hai cái cùng một chỗ bắt đi. Không, người không thể như vậy, vợ chồng Quách Minh đồng thời lắc đầu, đầy mặt sợ hãi. Tuyết nhiên, đời sau chúng ta lại làm vợ chồng, được, Minh ca, đôi tiểu tình nhân nhìn lẫn nhau, đột nhiên đồng loạt ra tay, vỗ tới đỉnh đầu của mình muốn phá vỡ thức hải tự sát lăng hàn đưa tay nhấn một cái phù một nguồn lực lượng phun trào để động tác của hai người đều ngừng lại ta nói các ngươi cũng quá mạnh động đi hắn thở dài ta lại không nói đến bắt các ngươi hả vợ chồng quách minh nhìn nhau một cái đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy hồi hộp suýt chút nữa liền chết oan lăng hàn không nói gì các ngươi vui mừng cái len sợi a à, nếu không phải hắn ra tay hai người các ngươi đã chết làm sao để hắn gặp phải người như vậy chứ cái độc thương này, ta có thể giải được. Lăng Hàn trầm ngâm chốc lát mới nói, thật sự, vợ chồng Quách Minh đồng thời kinh ngạc thốt lên, đều không thể tin được. Lăng Hàn gật gù hỏi, Nguyễn Đông Tương kia hẳn là phân hồn cảnh A, thiên hồn hay địa hồn? Địa hồn, Liễu Tuyết Nhiên lập tức nói, nhất thời nhiều hơn mấy phần tự tin với Lăng Hàn. Nếu như là tiên phủ cảnh ra tay, Lăng Hàn liền không thể ra sức, nhưng phân hồn, cảnh giới lớn tương đương, Lăng Hàn còn có mộc chi bản nguyên, đây là lực lượng bổn nguyên sinh cơ mạnh nhất, trên lý thuyết có thể chỉ tất cả thương thế. Trên đời này sự tình cần người hỗ trợ rất nhiều, Lăng Hàn không phải kẻ ba phải, sẽ không quản việc không đâu, nhưng nếu chuyện này để hắn gặp phải, vậy hắn cũng sẵn lòng ở trong phạm vi mình đủ khả năng giúp đỡ một chút. Ô ô ô, quá đáng thương, nhất định phải trợ giúp bọn họ. Phó Nhạc lại trở về, con mắt đã sưng lên, cái tên này thật không thể cứu. Lăng Hàn nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn triển khai công pháp thay hắn trị liệu. Được. Được, Liễu Tuyết Nhiên vội vàng gật đầu, nếu như Lăng Hàn có ác ý, vậy căn bản không cần phiền phức như vậy, trực tiếp ra tay là được, nàng không có thủ đoạn phản kháng gì. Người cũng đi ra ngoài, Lăng Hàn nói với Phó Nhạc, a à, ta cũng phải, Phó Nhạc có chút ngây ngốc, đi ra ngoài, đi ra ngoài, hổ nữ ra tay, sách Phó Nhạc lên, đùng 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 liền đi ra ngoài. Đuổi người ra ngoài, tự nhiên là vì phòng ngừa lộ ra bí mật của hắc tháp. Lăng Hàn một trưởng đánh ngất quách minh, sau đó mang theo đối phương tiến vào hắc tháp lực lượng thời gian lưu chuyển trong hắc tháp thời gian lấy ngàn lần gia tốc hắn bắt đầu trị liệu quách minh phát động lực lượng mộc chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể đối phương từng chút trừ đi độc tính nếu như lăng hàn cùng nguyễn đông tương trực tiếp giao thủ như vậy có khả năng hắn ở trong mấy trăm chiêu liền có thể giết đối phương nhưng muốn trừ đi độc tính của đối phương ở trong người quách minh vậy sẽ không có đơn giản như vậy một câu nói phá hoại dễ dàng hơn kiến thiết cái này chỉ có thể dựa vào công phu mài, hơn nữa bởi vì bản thân Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh, đối với sống và chết có lĩnh ngộ vượt qua phân hồn cảnh phổ thông, nếu không thì, đại bộ phận võ giả chỉ có thể giết người đánh nhau, bảo bọn họ cứu bệnh trị người. Xin nhờ, thời gian như bay, chớp mắt ở trong hắc tháp liền qua ba năm, Lăng Hàn rốt cục thu tay, thở phào nhẹ nhõm. Độc tố trong người Quách Minh đã bị hắn diệt sạch, hắn lộ ra nụ cười nhạt, trong quá trình này, hắn vận dụng mộc chi bản nguyên lại nhiều hơn mấy phần lý giải vừa cứu người, bản thân lại có đạt được, quả nhiên, ông trời sẽ không bạc đãi người tốt. chương 2225, Nguyễn Đông Tương đuổi đến. Lăng Hàn mang theo quách minh ra hắc tháp, sau đó cất cao giọng nói. Có thể đi vào, minh ca, liễu tuyết nhiên lập tức nhào tới. Nhìn thấy Quách Minh nằm ở trên giường, liền vội vàng nhìn qua. Vừa nhìn, nhất thời làm cho nàng vô cùng kích động. Mặt của đối phương hồng hào, khí tức ổn định, nơi nào còn có nửa điểm bị thương. Được rồi, Hoàn toàn được rồi, vẹn vẹn chỉ dùng một ngày. Ân công nàng lập tức quỳ xuống, lang Hàn Vung trưởng đỡ Liễu Tuyết Nghiên lên, sau đó một trưởng đánh thức Quách Minh. "Tuyết, Tuyết Nghiên, Minh ca." Đôi tiểu tình nhân này ôm ấp nhau, đều khóc lớn. Bọn họ có thể nói là trở về từ cõi chết, tự nhiên tràn ngập kích động sống sót sau tai nạn. "Minh ca, người thật khỏe rồi chứ?" Liễu Tuyết Nghiên nỉ non nói. "Được rồi, toàn bộ đều tốt, ta không phải đang nằm mơ chứ?" "Không phải." đôi tiểu tình nhân này quá kích động, lại vong ngã mà hôn nhau. Người hữu tình thành thân thuộc A, phó nhạc ở một bên kích động, nhìn thấy bộ mặt chân thật của phó nhạc, lăng hàn cảm giác không thể lại nhìn thẳng người này, tránh bị mắt mù. Lăng hàn, nữ cũng muốn hôn, hổ nữ bĩu môi tiến tới, lăng hàn cười ha ha, quay đầu hôn lên môi của hổ nữ một cái. Người ta cũng muốn, nhu yêu nữ cũng tiến tới, qua chỗ nào mát mẻ chơi đi, nhu yêu nữ không khỏi ai oán, cái số nam nhân này, chỉ muốn hắn hôn một cái mà thôi, còn hẹp hòi như thế sao? hôn một cái, hôn một cái, huynh muội thạch lỗi cũng ồn ào. liễu tuyết nhiên một tiếng quát to truyền đến, ầm 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 vang vọng. liễu tuyết nhiên cùng quách minh nhất thời biến sắc, âm thanh này bọn họ thực quá quen thuộc, chính là người mang cho bọn họ ký ức vô cùng thống khổ kia. nguyễn đông tương, các ngươi cho rằng chạy thoát được lòng bàn tay của ta? âm thanh của nguyễn đông tương truyền tới, không có hiện thân bắt các ngươi, chỉ là muốn để ngươi nhìn một chút dám theo ta cướp nữ nhân phải trả giá ra sao. Trong vòng 3 ngày, độc thương trên người Quách Minh sẽ toàn diện bạo phát, trong vòng 7 ngày sẽ nổ chết. Ta muốn bồi tiếp ngươi, nhìn đồ bỏ đi này chết, lại mang ngươi trở lại. Làm sao bây giờ, Liễu Tuyết Nghiên nhìn về phía Quách Minh, thật vất vả mới chữa khỏi trượng phu, nhưng Nguyễn Đông Tương đã đuổi đến, như bùa đòi mạng. Quách Minh cắn răng, đột nhiên về phía Lăng Hàn quỳ xuống nói. Ân công, ta biết đã được ngươi cứu một mạng, không nên lại cầu ngươi cái gì, nhưng ta hiện tại không có biện pháp nào khác chỉ có cầu ngươi ta hy vọng ân công có thể hộ tống phu nhân ta an toàn rời đi để báo đáp lại ta có một bảo vật sẵn lòng đưa cho ân công không minh ca liễu tuyết nhiên nhào vào trên lưng quách minh ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử tuyết nhiên hai người đều ôm thành một đoàn ha 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 khóc đi khóc đi quý trọng thời gian cuối cùng của các ngươi bên ngoài nguyễn đông tương cười lớn lăng hàn nhìn đôi tiểu tình nhân này không khỏi nghĩ đến cha mẹ mình lúc trước bọn họ hẳn cũng là như thế đi không giống chính là trong bụng mẫu thân còn hoài thai hắn nếu đã cứu mạng của quách minh vậy tự nhiên không thể lại trơ mắt nhìn hắn chết hắn cười cợt đi ra nhà lá hừm ngươi là ai nguyễn đông tương thấy trong phòng lại đi ra một nam nhân xa lạ sắc mặt không khỏi đen dựa vào nữ nhân hèn hạ kia sẽ không phải cắm thêm sừng cho hắn chứ có điều sau lăng hẳn còn đi ra mấy nữ tử mỗi một người đều đẹp như thiên tiên để hắn không khỏi nuốt mấy ngụm nước đã quên sự tình Liễu Tuyết Nhiên có khả năng cắm sừng cho hắn. "Ta", Lăng Hàn cười nhạt, "người qua đường", Nguyễn Đông Tương hừ một tiếng nói, "Nếu biết mình là người qua đường, vậy không có quan hệ gì tới ngươi, không nên quản việc không đâu." "Ta không thích quản việc không đâu, chỉ là muốn đánh ngươi một trận." Lăng Hàn nói, "Đánh ta?" Nguyễn Đông Tương sững sờ, sau đó không khỏi bật cười. "Ngươi biết ta là ai không?" "Biết, một cặn bã." Sắc mặt của Nguyễn Đông Tương trầm xuống nói, Ta chính là cháu bốn đời của Tinh Nguyệt Tông Thất Trưởng lão, ông cố ta chính là Đại năng tiên phủ cảnh. Ở tiên vực, tiên phủ cảnh xác thực có thể xưng là cường giả." Lăng Hàn Nha một hồi nói, "Cái này liên quan gì tới ta, cùng ta muốn đánh ngươi lại có quan hệ gì? Bản thân ta là cường giả địa hồn." Nguyễn Đông Tương tiếp tục nói, "Lấy thực lực của ta, lấy thân thế của ta, người còn muốn đối địch với ta sao? Người quá phí lời." Lăng Hàn nhanh chân mà đi, đi về phía Nguyễn Đông Tương thực sự là quản việc không đâu. Nguyễn Đông Tương căm ghét nói, có điều ánh mắt đảo qua đám người nữ hoàng, không khỏi lộ ra nụ cười tà ác. Có điều, ta phải cảm tạ ngươi, đưa tới cho ta mấy mỹ nhân như thế. Oanh, nụ cười này vừa lộ ra, trên mặt liền nặng nề chúng một quyền, cả người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ngươi thật dám ra tay, Nguyễn Đông Tương bò lên, sờ sờ mũi, vừa nhìn, trên tay tất cả đều là máu tươi, hắn không khỏi run rẩy, không phải sợ sệt, mà là phẫn nộ từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy hắn chưa từng bị người đánh qua hơn nữa còn là đánh mặt Người làm ta tức giận tay phải hắn rung lên từng tia sáng xuất hiện tổng cộng có bảy đạo thất hoa thất độc trưởng thanh âm của liễu tuyết nhiên vang lên nàng và quách minh cũng đi ra trong ngữ điệu của nàng mang theo sợ hãi mãnh liệt dù sao ái lang là bị độc trưởng này dần vặt đến mấy năm thiếu một chút liền chết ân công cẩn thận độc trưởng này là tuyệt học của thất trưởng lão nhất mạch truyền thuyết được trong một di tích viễn cổ thậm chí có khả năng là bí thuật cấp bậc thăng nguyên cảnh. Nàng vội vã nhắc nhở Lăng Hàn, Lăng Hàn chỉ nở nụ cười, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Trừ độc cho Quách Minh không dễ là một chuyện, nhưng lấy thể phách của hắn, muốn để hắn nhiễm độc tố, vậy ít nhất cũng phải là kịch độc cấp bậc tiên phủ cảnh, nói cho cùng, kỳ thực độc cũng là quy tắc thiên địa, không hề có sự khác biệt. Không sai, thất hoa thất độc trường, Nguyễn Đông Tương ngạo nhiên nói, người chúng thất hoa thất độc trường, phải bị dằn vặt dòng giã 7 năm, trên người sẽ lần lượt mở ra bảy hoa, bảy hoa toàn mở, thì sẽ ở trong vòng bảy ngày thối giữa mà chết. Hắn nhìn Quách Minh, lộ ra cười gần, tiểu tử này đã sắp mở ra đóa hoa thứ bảy, kỳ hạn tử vong gần trong gang tấc. Ồ, quá kỳ quái, sao sắc mặt của tiểu tử kia hồng hào, tựa như người không liên quan. chương 2226, Pháp chỉ đối đầu. Không thể a à, quá kỳ quái a à. lẽ nào độc thương hóa giải, sao có thể có chuyện đó. Nguyễn Đông Tương có niềm tin tuyệt đối, ngay cả cường giả tiên phủ cảnh ra tay cũng không cách nào hóa giải thất hoa thất độc trưởng của hắn nguyên nhân rất đơn giản phá hoại dễ dàng hơn kiến thiết độc tố đã hoàn toàn hòa vào thân thể của quách minh muốn tiêu diệt độc tố vậy cũng chỉ có phá hủy thân thể của quách minh vậy cùng giết quách minh khác nhau ở chỗ nào vì lẽ đó đây là khó giải có lẽ cường giả thang nguyên có thể thử nghiệm hóa giải bởi vì người mạnh nhất tinh nguyệt tông cũng chỉ là tiên phủ cảnh hắn tự nhiên không thể mời một vị cường giả thang nguyên cảnh đến thử một lần Nguyễn Đông Tương, người không nghĩ tới đi, độc thương của ta lại hóa giải. Quách Minh đỏ mắt lên nói, hận không thể ăn thịt Nguyễn Đông Tương. Bảy năm này có thể nói là bảy năm thống khổ nhất của Quách Minh từ lúc sinh ra tới nay, nếu không phải vì Liễu Tuyết Nhiên, hắn có khả năng đã sớm tự sát. Cho dù Liễu Tuyết Nhiên thay hắn trộm được bất tử đan, nhưng này cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng, thống khổ nên ăn vẫn phải ăn, để hắn sống thêm mấy năm lại bị thất hoa thất độc trường giết chết. Độc thương, không phải thuốc đặc biệt là không thể hóa giải hiện tại được Lăng Hàn giải cứu ra địa ngục thâm uyên, người nói Quách Minh sẽ căm hận Nguyễn Đông Tương cỡ nào. Hận Nguyễn Đông Tương bao nhiêu, đối với Lăng Hàn liền có bấy nhiêu cảm kích. Sắc mặt của Nguyễn Đông Tương cực kỳ âm trầm, hắn không có giết Quách Minh tại chỗ, là bởi vì quá hận người này, muốn để hắn nhận hết rằn vặt mới chết. Nhưng đối phương còn đứng ở trước mặt hắn, một bộ ta hoàn toàn được rồi, điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Người qua đường, người không chỉ thích lo chuyện bao đồng, hơn nữa còn quản quá rộng nguyễn đông tương uy nghiêm đáng sợ nói sát khí như rực cháy ồ lăng hàn gật gù nhoẻn miệng cười nói như vậy ta xác thực rất thích lo chuyện bao đồng người không phục đến cắn ta a à. miệng lưỡi bén nhọn nguyễn đông tương hừ lạnh tay phải hắn rung lên trong tay đã có thêm một cuốn sách đây là trí bảo hộ thân mà cố tổ ban cho hắn chính là pháp chỉ do vị thất trưởng lão kia tự tay làm ra một khi vạch trần sẽ nổ ra công kích cấp bậc thiên hồn đỉnh cao chính là bởi vì có tấm pháp chỉ này ở trên người nguyễn đông tương rõ ràng bị lăng hàn một quyền đánh bay nhưng vẫn tự tin tràn đầy đương nhiên hắn cũng muốn có pháp bảo mạnh hơn nhưng tinh nguyệt tông chỉ là thế lực tam tinh có thể cho hắn tấm pháp chỉ này đã rất tốt ngươi muốn dùng tờ giấy rách này hù dọa ta sao lăng hàn cười nói ân công cẩn thận cái này không phải giấy rách mà là pháp chỉ quách minh vội vã nhắc nhở lăng hàn không khỏi đổ mồ hôi ngươi cho rằng ta vô chi sao nguyễn đông tương cười to không sai cái này chính là một tấm pháp chỉ có thể đánh giết tất cả phân hồn. Luận chiến lực, người xác thực mạnh hơn ta một chút xíu, nhưng nói đến bảo vật, người thúc ngựa cũng không thể so với ta. Ngốc bức, phó nhạc lắc lắc đầu, hả, Nguyễn Đông Tương nhìn sang, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, làm sao luôn có người muốn quấy rối đối nghịch hắn. Người chính là ngốc bức, phó nhạc cũng lấy ra một cuốn sách, ta cũng có một tấm pháp chỉ, chúng ta đến so A. À. Trước bị lang hàn một chiêu bắt lại, dẫn đến hắn ngay cả át chủ bài cũng chưa kịp vạch trần thân là truyền gia duy nhất của phó gia hắn sẽ không có chút pháp bảo lợi hại ở trên người chủ yếu là lăng hàn ra tay quá nhanh mà hắn cũng không ngờ ở thống liên thành sẽ gặp phải nguy hiểm nguyễn đông tương không khỏi cười nhạo một đám cặn bã mà thôi có thể lấy ra vật tốt gì khẳng định là thổi các ngươi không phải muốn tìm chết sao vậy thì tác thành các ngươi hắn thẹn quá thành giận nghĩ hắn ở tinh nguyệt tông hoành hành bá đạo ở đây lại liên tiếp bị trào phúng hơn nữa còn bị đánh một quyền điều này làm cho hắn sát khí như rực cháy. Hắn lập tức vạch trần quyển sách, một đạo hắc quang trải ra, ngưng tụ thành từng ký tự, nhưng không có một cái phù hiệu có thể nhận ra được. Đây là phù hiệu đại đạo, là văn tự thuộc về thiên địa. Khi quyển sách hoàn toàn mở ra, hết thảy ký tự dồn dập phá nát, sau đó ngưng tụ thành một cự thú màu đen, đầu hổ, thân châu, đuôi bò cạp, trên đầu dài ra một cái sừng, giữ tợn thét một tiếng, không gian bốn phía dồn dập phá nát. Lăng Hàn ra tay, vận chuyển quy tắc không gian, thu nhận hết thảy lực lượng quy tắc giật tán, bằng không thôn trang nhỏ này sẽ bị chấn nát trong nháy mắt. Nguyễn Đông Tương nhìn ở trong mắt cũng không có quá mức khiếp sợ, bởi vì đây chỉ là một tiêu uy lực của pháp chỉ mà thôi, lăng hàn đỡ được cũng rất bình thường. quả thực yếu không thể nói. Phó nhạc xem thường nói cũng mở quyển sách ra, phù ánh bạc rực cháy, chỉ tản ra quang mang mà thôi, chiếu vào trên người cự thú màu đen kia, liền để quái vật này bắt đầu tán loạn, thật giống như tuyết động gặp phải hỏa diễm. cái gì? Nguyễn Đông Tương kinh hãi đến biến sắc, Pháp chỉ là thủ đoạn mạnh nhất cuối cùng của hắn, nhưng uy lực vẫn chưa có phát huy, đã sắp bị giết chết, điều này làm cho tâm thần của hắn muốn nổ tung. Pháp chỉ, tuyệt đối là thứ thể hiện gốc gác của một thế lực. Đạo lý rất đơn giản, so với tiên khí, chuẩn tiên khí, chế tác Pháp chỉ đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần sử dụng ra tiên thú đạt tiêu chuẩn, lại lấy máu tiên thú làm mực, vậy cảnh giới đạt đến chảm chân, ai cũng có thể chế tác Pháp chỉ. Uy lực Pháp chỉ càng lớn, vậy yêu cầu vật liệu chế tác pháp chỉ cũng càng cao tỷ như dùng da lông máu tươi cấp bậc phân hồn tiên phủ người viết cũng phải là cường giả cấp bậc phân hồn tiên phủ cho dù những tài liệu này cũng không rẻ nhưng so với cái khác đây quả thật là đồ vật chế tác dễ dàng nhất hắn lấy ra một tấm pháp chỉ cường giả tiên phủ cảnh chế tác lực công kích cấp bậc phân hồn nhưng ngay cả một vệt ánh sáng của đối phương cũng không thể chịu đựng cái này có bao nhiêu tranh lệch nhiên ép một cảnh giới lớn có thể lấy ra pháp chỉ lực công kích tiên phủ cảnh khái niệm này nghĩa là gì? Phía sau đối phương có ít nhất một vị tiên phủ cảnh, thậm chí là thăng nguyên cảnh. Cảm giác yêu Việt của Nguyễn Đông Tương lập tức đổ nát, nếu như đối phương là truyền nhân của thế lực tứ tinh, vậy hắn liền thật đá lên một khối thiết bản, chết như thế nào cũng không biết. Ta chịu thua, hắn vội vã hét lớn, chương 2227, chiếc nhẫn màu đen. Tấm pháp chỉ này mới mở ra một chút liền có uy lực đáng sợ như thế, vậy toàn bộ mở ra sẽ đáng sợ dường nào hắn không muốn chết ngươi nói chịu thua liền chịu thua sao phó nhạc diếu cợt một tiếng không chút chậm chế mở quyển sách ra nhất thời ánh bạc bùng cháy xèo một ánh kiếm từ trong quyển sách bay ra soạt một hồi liền chém tới trước người nguyễn đông tương như tia chớp ánh kiếm dâng lên cả người nguyễn đông tương hoàn toàn biến mất cái pháp chỉ này có thể so với tiên phủ cảnh mà tiên phủ cảnh ra tay với phân hồn muốn đối phương hoàn toàn biến mất lại có gì đáng kinh ngạc kháo lãng phí a à, lang hàn lắc đầu đánh giết loại cặn bã Nguyễn Đông Tương này lại cần vận dụng pháp chỉ tiên phủ cảnh, thật là có tiền tùy hứng. Có điều, ngược lại không phải của hắn A. À. Phó nhạc nhìn Lăng Hàn nở nụ cười, đòn đánh này chủ yếu là cho Lăng Hàn xem, biểu thị ta kỳ thực cũng rất lợi hại. Đương nhiên, hắn làm người quá dễ cảm động, cũng có dụng ý thay vợ chồng Quách Minh hả giận. Đùng, sau gáy của hắn lập tức trúng một tát, chỉ nghe hổ nữ nói. Người xấu xí, người cái vẻ mặt này là ý gì, muốn tạo phản sao? một trường này lực lượng rất lớn đánh cho hắn lảo đảo một cái phó nhạc không khỏi phiền muộn hắn chỉ là muốn thể diện một hồi mà thôi cần đối với hắn như thế sao ân ân công các ngươi gặp rắc rối quách minh kinh ngạc đến ngây người kia là cháu bốn đời của thất trưởng lão tinh nguyệt tông hiện tại chết ở nơi này cái này sẽ gợi ra sóng lớn mênh mông lang hàn nhún vai một cái nói liên quan gì tới ta người lại không phải ta giết phó nhạc cười ngạo nghễ vậy thì như thế nào tinh nguyệt tông dám đến tìm ta báo thù sao? Phó gia là thế lực tứ tinh, chỉ là thế lực tam tinh làm sao dám đến tự tìm đường chết? Lại nói, coi như thực lực hai bên tương đương, cái này không phải còn có một vị tiên vương bảo bọc phó gia sao? Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói cho ngươi một tin tức xấu, tuy ngươi dùng một tấm pháp chỉ, nhưng cũng không có giết Nguyễn Đông Đông gì kia. Không thể, phó nhạc lập tức biểu thị không tin, pháp chỉ của tiên phủ phát huy, chẳng lẽ còn không thể đánh giết một tên phân hồn nho nhỏ đùa gì thế? Lang Hàn cười nói, có muốn đánh cuộc hay không? Đánh cược gì? Phó nhạc lập tức hỏi. Một một trăm triệu tinh thạch. sắc mặt của Phó nhạc không khỏi đỏ bừng, điều này làm cho hắn nhớ tới mình làm ra sự tình ô long, cái gì cũng không có hỏi rõ, đã sai người đi lấy một trăm triệu tinh thạch đến chuộc thân. Được, hắn lập tức đồng ý, đã có người muốn đưa tiền cho hắn, hắn đương nhiên không có đạo lý không đồng ý. Lúc này Lang Hàn mới chậm chậm nói, Nguyễn Đông Đông này không phải chủ thân mà chỉ là một đạo phân hồn của hắn a à, phó nhạc ngẩn ra ngươi chắc chắn chứ Đùng, sau gáy của hắn lại trúng một cái tát chỉ nghe hổ nữ tức giận nói lang hàn của nữ nói đó là phân hồn vậy liền khẳng định là phân hồn làm sao ngươi muốn quyệt nợ nữ hoàng cũng toát ra vẻ uy nghiêm đáng sợ dám lừa bịp tiền của lang ra bọn họ phó nhạc không khỏi phiền muộn tuy nguyện thua cuộc nhưng các ngươi như vậy không phải mở hắc điếm sao nói giả chính là giả ngay cả hoài nghi một chút cũng không được sao?" Lăng Hàn cười ha ha, lôi kéo Phó Nhạc đi về phía trước. Ngươi tỉ mỉ lưu ý một hồi, phân hồn là do chủ thể rút ra một đạo thần hồn ngưng tụ thành, cùng chủ thể khác biệt lớn nhất chính là ở trên lượng thần hồn. Phó Nhạc chăm chú cảm nhận, một lúc sau, hắn không khỏi khẳng định. Quả nhiên là phân hồn, tuy thần hồn của Nguyễn Đông Tương đã bị đánh nát, nhưng thời gian quá ngắn, muốn cảm ứng được đại khái vẫn không khó. Cảm tạ 100 triệu tinh thạch lăng hàn đưa tay ra cảm ơn cảm tạ hổ nữ học theo răm rắp cũng đưa tay ra tiểu cốt càng không cam lòng yếu thế mắt ba ba đưa tay kháo các ngươi như vậy thật được sao phó nhạc không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh ba người này đều rất mạnh nhưng sao mỗi một người đều vô căn cứ a à? cũng còn tốt không chết quách minh thở phào nhẹ nhóm mất đi một phân hồn dĩ nhiên là đại thương nhưng chỉ cần người không chết cái gì cũng có thể tu luyện trở về có điều hắn lại có chút thất lạc nguyễn đông minh không chết có phải ý nghĩa hắn cùng liễu tuyết nhiên còn phải bị truy sát hay không ta là người quyệt nợ sao phó nhạc khó chịu nói được đi với ta lấy tiền chuộc nhà không tiền đặt cược nghe hắn nhắc tới tiền chuộc mấy người lăng hàn đều cười to người này thật sự có chút buồn cười ân công xin dừng bước quách minh liền vội vàng nói hả lăng hàn xoay người nhìn hắn nhận được ân công hai lần cứu giúp trên người ta cũng không có vật gì quý trọng chỉ có một đồ vật tổ truyền Quách Minh lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới Lăng Hàn. Nguyện biếu tặng cho ân công, món đồ gì, hổ nữ hiếu kỳ, một cái liền đoạt mất chiếc nhẫn. Ta cũng không biết, Quách Minh cười khổ lắc đầu, có người nói, đây là tổ tiên nhà ta trong lúc vô tình đoạt được. Đại khái là mấy triệu năm trước, tổ tiên vào núi đốn củi, bất ngờ gặp phải hai tên võ giả tử chiến, tranh cướp một vật phẩm. Cuối cùng, một người thắng lợi, nhưng không lâu lắm cũng bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Bọn họ tranh cướp bảo vật này, liền bị tổ tiên cầm trở lại, chính là chiếc nhẫn này. Nhưng cho đến khi tổ tiên mất, vẫn không có nghiên cứu ra chiếc nhẫn này có địa phương kỳ lạ gì. Một đời lại một đời, tổ tiên của Quách gia đều muốn biết chỗ quý giá của chiếc nhẫn này, nhưng không ngoại lệ đều phí công. Truyền tới trong tay ta, ta cũng nghiên cứu qua thời gian rất lâu, còn ở Tinh Nguyệt Tông lật xem rất nhiều cổ điển, nhưng vẫn không có thu hoạch. Tuy khả năng cái này không hề có công dụng, nhưng ta vẫn muốn đưa nó cho ân công, có thể ở trong tay ân công nó sẽ phát huy ra tác dụng. Của nữ, hổ nữ trừng mắt lên, nói với Quách Minh, làm sao, người muốn cướp đồ vật của nữ, rơi vào nàng tay, tự nhiên chính là đồ vật của nàng. Phó nhạc muốn khóc, rõ ràng hắn cũng xuất lực, tại sao đôi vợ chồng này không nói với hắn một tiếng cảm ơn chứ? Hơn nữa, hắn vẫn không có cùng hai người này tính chuyện bất tử đan đâu. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, lấy chiếc nhẫn từ trong tay hổ nữ, thả ở trong lòng bàn tay xem. Chiếc nhẫn này rất đơn giản, chỉ là một vòng đen nhỏ mà thôi, phía trên không có bất luận tô điểm gì. Chương 2228, thiếu gia điên rồi thượng. Mới đầu Lăng Hàn cho rằng này khả năng là một không gian bảo khí, nhưng mặc hắn dùng thần hồn tiếp xúc như thế nào, cũng không phản ứng. Vậy hẳn là không phải, hắn dùng sức sờ một cái, nhưng kinh ngạc phát hiện, đồ chơi này vẫn không nhúc nhích. Cái này rất kinh người, lực lượng của Lăng Hàn bây giờ lớn bao nhiêu. Nhị tinh chuẩn tiên kim bị hắn sờ một cái cũng sẽ xuất hiện dấu tay, tam tinh chuẩn tiên kim cũng có thể hơi chút biến hình. Nhưng hiện tại, chiếc nhẫn này vẫn không nhúc nhích, có nên dùng tiên ma kiếm thử một chút hay không? Cái ý niệm này lóe lên ở trong đầu lăng hàn liền qua, hắn lắc đầu, vạn nhất đồ chơi này thật có tác dụng lớn thì sao, bị tiên ma kiếm thôn vệ cũng quá thiệt thòi. Vẫn phải thử một chút ra, lăng hàn không nhịn được tế tiên ma kiếm ra, hắn sẽ đúng lúc khống chế, chỉ là muốn thử một chút. Hắn đặt chiếc nhẫn ở trên thân kiếm, phù, tiên ma kiếm rung động nhẹ nhẹ, nhưng sự tình để lang hàn khiếp sợ xuất hiện. Chiếc nhẫn không phản ứng chút nào. Cái này, hiện tại tuy tiên ma kiếm chỉ là tứ tinh chuẩn tiên khí, nhưng trước đã nói, tam tinh, ngũ tinh, thập tinh gì cũng chỉ là người phân chia, từ trên bản chất của quy tắc hệ kim mà nói, sau thần thiết chính là tiên kim, không có khái niệm chuẩn tiên kim này. Chuẩn tiên kim là do từng tầng từng tầng thần thiết cấp 20 dung hợp chế tạo thành, từ bản chất mà nói vẫn như cũng là thần thiết cấp 20. Nói cách khác, Tiên ma kiếm thôn vệ nhất tinh chuẩn tiên kim cùng thập tinh chuẩn tiên kim là không có phân chia độ khó, chỉ là thập tinh chuẩn tiên kim dung hợp thần thiết càng nhiều, thôn vệ cần thời gian càng dài mà thôi. Không thể bị tiên ma kiếm thôn vệ, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất này căn bản không phải kim loại, vậy tiên ma kiếm tự nhiên không thể làm gì. Nhưng Lăng Hàn có thể kết luận, đây tuyệt đối là kim loại, hàng thật đúng giá, không dối trên lừa dưới, bởi vì hắn có một đạo thiên địa bản nguyên hệ kim, nếu không thể phân biệt cái này có phải là kim loại hay không vậy hắn không bằng nhảy sông chết đi nhưng nếu là kim loại lại không thể bị thôn phệ chính là loại khả năng thứ hai đây là tiên kim nghiêm chỉnh mà nói hiện tại tiên ma kiếm vẫn là thần khí là thần thiết chuẩn tiên khí chỉ là cách nói của người tiên vực đã như vậy thần thiết làm sao có khả năng thôn phệ tiên kim không sợ gãy sao vì lẽ đó tiên ma kiếm không phản ứng chút nào chiếc nhẫn cũng không nhúc nhích Tiên kim, trong lòng lăng hàn không nhịn được kinh hoàng, đây là một tiên vương bảo khí sao? Chẳng trách bị người tranh cướp vỡ đầu chảy máu, thậm chí đồng quy vô tận, vì trí bảo như thế, xác thực sẽ khiến người động tâm. Hắn cũng không có nói cho quách minh suy đoán của mình, đầu tiên, thực lực của hai người này quá yếu, nếu để bọn họ biết mình người mang bảo vật tiên vương, đối với bọn họ mà nói ngược lại không phải chuyện tốt, lộ ra liền có thể đưa tới họa sát thân. Thứ hai, Bọn họ mấy triệu năm cũng không thể nghiên cứu ra công dụng của chiếc nhẫn này, thả ở chỗ bọn hắn cũng là lãng phí. Lăng Hàn lấy ra một ít đan dược, nhét cho Quách Minh, cười nói. Chiếc nhẫn này có ích lợi gì, ta trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng, nhưng ta có thể khẳng định, đây quả thật là một bảo vật. Không không không, ân công, người đã cứu chúng ta hai lần, chúng ta làm sao còn có thể muốn đồ vật của ngươi. Vợ chồng của Quách Minh chối từ, vợ chồng Quách Minh mọi cách chối từ, bọn họ thật không có ý tứ lấy thêm chỗ tốt của Lăng Hàn, nhưng không chịu nổi Lăng Hàn kiên trì, chỉ có thể cất đi những đan dược kia. Lăng Hàn còn đưa bọn họ ít lá luân hồi thụ, tận khả năng bồi thường cho vợ chồng Quách Minh. Dù hiện tại hắn không biết chiếc nhẫn kia có tác dụng gì, nhưng chỉ là hướng về phía đó là tiên kim chế tạo liền đáng giá. Bên cạnh, phó nhạc đầy mặt yêu thương, hắn cũng xuất lực a, tại sao thật giống như bị lãng quên cơ chứ? Các ngươi đều quá hỏng rồi vợ chồng quách minh quyết định qua mấy ngày liền rời thống liên thành lần này trên người quách minh không còn thất hoa thất độc trường tin tưởng nguyễn đông tương không thể lại đuổi theo bọn họ được rồi chúng ta cũng nên đi thôi lang hàn chậm rãi xoay người phó nhạc bảo vợ chồng quách minh trả hắn bình đan trong này còn có chín viên bất tử đan hắn cất bình đan đi nói trước tiên đi nhà ta a à, hắn cho tới bây giờ không phải người thiếu nợ không trả làm sao muốn gài bẫy chúng ta một lưới bắt hết Lăng Hàn cười nói, đúng, các ngươi không dám sao. Phó nhạc kích tướng, đùng, hổ nữ một cái tát đánh ở trên ót của phó nhạc. Người xấu xí, nói chuyện phải có lễ phép, phó nhạc ai hoán, người đánh người thì có lễ phép sao? Lời này hắn thật không dám nói với hổ nữ, hai ngày nay đã ăn đủ vị đắng của nhà đầu này. Mà hắn cũng có nhận thức tỉnh táo, kia chính là nữ nhân lại đẹp cũng có khả năng cực kỳ bạo lực. Dịu dàng không có quan hệ với tướng Mạo A, được, đi thu nợ, Lăng Hàn cười nói, hắn vốn chỉ đùa với phó nhạc một chút, nhưng đối phương nhất định phải cho hắn 100 triệu tinh thạch, vậy hắn cũng không có đạo lý từ chối đúng hay không. Dù sao tiên ma kiếm cách tiên khí chân chính còn có chút xa xôi, cần lượng tinh thạch còn lớn hơn. Đoàn người đi về, trở lại liền không cần hổ nữ khắp nơi người loạn, bởi vậy tốc độ của bọn họ liền nhanh hơn nhiều, chỉ một ngày đã trở lại khu chủ thành. Thiếu ra, vừa tới nơi này, liền thấy có thật nhiều người vây quanh, người cầm đầu chính là người hộ đạo của phó nhạc. Ông lão trợn mắt nói, mấy ngày nay các người có động tay chân gì với thiếu gia không? Nếu không, lặng lẽ biến mất là có ý gì? Dư bá, tinh thạch đâu? Phó nhạc hỏi, há, ở đây, dư bá lấy ra một cái không gian giới chỉ. Phó nhạc đùng 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 đi tới, lấy ra, lại đùng 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 đi tới trước người lăng hàn, ném giới chỉ tới. Vật phẩm đánh cược của phó nhạc ta, tuyệt đối không có vấn đề. Thấy cảnh này, bao quát dư bá ở bên trong, tất cả mọi người đều choáng váng. Kháo, đầu óc người bị lừa đá a vừa nãy rõ ràng có thể chạy ra ma trường nhưng lại còn chủ động tới lấy tiền chuộc đi cho lăng hàn đây là có tật xấu sao lẽ nào cái này không phải thiếu ra dư bá vội vã dùng thần thức đảo qua nhưng nửa điểm cũng không có vấn đề a à. đây chính là thiếu gia nhà mình thiếu gia lẽ nào phân hồn của ngài bị bắt dư bá hỏi nếu không vì sao lại như vậy chương hai nghìn thiếu gia điên rồi hạ dù phân hồn chết mất cũng sẽ không tạo thành thương tích với chủ thể, nhưng phân hồn là chủ thể phân ra một đạo hồn phách tiến vào bên trong, vậy khẳng định vẫn sẽ ảnh hưởng đến chủ thân, đặc biệt là đối với thiên tài muốn xung kích võ đạo đỉnh cao mà nói, ảnh hưởng này cực kỳ to lớn. Phó nhạc lắc đầu nói, dư bá, không cần lo lắng nhiều, mấy vị này là bằng hữu của ta. Bằng hữu có bằng hữu như thế, vừa lên liền cướp người ta 100 triệu tinh thạch. Xong đời, thiếu gia thật không bình thường, mấy ngày nay đến cùng trải qua cái gì. Ở trong ánh mắt sường như trợn tròn của mọi người, Phó Nhạc nghênh tiếp mấy người Lăng Hàn tiến vào phó phủ, khoản đãi. Bởi vì Phó Nhạc là chuyên nhân duy nhất, sự tình hắn bị bắt cóc ngay cả phó lão gia tử cũng bị kinh động, ngoại lệ Triệu Kiến Lăng Hàn. Mà Lăng Hàn biết vị phó bác phó lão gia tử này chính là Tứ Tinh Đan sư, liền vui vẻ đáp ứng. Bái kiến phó tiền bối. Sau khi được Phó Nhạc đưa vào phòng khách, Lăng Hàn liền thi lễ. Phó bác, chúa tể trên thực tế của thống liên thành thủ tịch đan sư dưới chứng Nguyệt Tiên Vương, không chỉ là tứ tinh đại sư, hơn nữa ở trên võ đạo cũng bước vào thăng nguyên cảnh. Tuy thực lực đánh nhau cùng cấp của đan sư rất yếu, nhưng thăng nguyên cảnh dù sao cũng là thăng nguyên cảnh, muốn chân áp một tiên phủ nào cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Miễn, lão gia tử nhấc tay lên, hắn tóc trắng phơ, ngay cả lông mày, tròm dâu cũng trắng, nhưng da rẻ hồng hào nhẫn nhụi như trẻ con. Hắn nhìn chằm chằm lang hàn một hồi, mới mở miệng nói. Có người nói, người bắt cóc cháu trai của lão phu. Vừa lên liền ra oai phủ đầu, Lăng Hàn cười cợt nói, tiền bối hiểu lầm, khá, nếu là hiểu lầm, sao người thu phó ra ta 100 triệu tinh thạch. Lão gia tử từ, từ tốn nói, xem ra, lão đầu tử muốn thu hồi 100 triệu tinh thạch về A. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng, đồ vật tiến vào túi của hắn, làm sao có khả năng giao ra. Hắn lập tức chuyển đề mục nói chuyện, tại hạ có một vấn đề trên đan đạo muốn thỉnh giáo tiền bối. Ồ, phó bác lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc hắn biết lăng hàn là thiên tài võ đạo chỉ là dương hồn liền có thể trấn áp cháu trai của hắn mà địa phương có thể bồi dưỡng được đế giả cũng chỉ có tiên vương đại giáo cái này cũng là tại sao hắn chỉ tạo áp lực cho lăng hàn nhưng không có đánh tiền phải lấy về nhưng cùng lúc lại không thể đắc tội quá mức nhưng lăng hàn lại muốn thỉnh giáo vấn đề đan đạo cùng ngươi có quan hệ gì a à? lăng hàn tự nhiên nói lên sau khi rời đông tiên vực qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa từng có thả xuống nghiên cứu đan đạo cũng xác thực tích lũy xuống nhiều vấn đề. Phó bác đầu tiên là không phản đối, nhưng rất nhanh biểu hiện liền kinh hãi, cuối cùng càng lộ ra vẻ kích động. Thiên tài, đây là một thiên tài đan đạo. Phó bác không có thu đồ đệ, mà truyền một thân lĩnh ngộ đan đạo cho con trai, nhưng con trai không có thiên phú ở trên đan đạo, miễn cứng cũng chỉ thành tựu nhất tinh đan sư, mà cháu trai chỉ có thiên phú cao ở võ đạo, không cách nào kế thừa y bát của hắn. Đây là tiếc núi của hắn, lo lắng sở học đan đạo của mình thất truyền hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy một đan đạo kỳ tài nhất thời để trong lòng hắn khuấy động không nhịn được muốn thu làm đồ đệ tương truyền sở học của mình tâm yêu nhân tài bốc lên mặc kệ lăng hàn hỏi cái gì hắn đều dốc lòng giảng giải sợ để tên thiên tài này đi nhầm lạc lối kia chính là tổn thất của toàn bộ đan giới sẽ làm hắn vô cùng đau đớn một ra một trẻ không ngừng thảo luận đan đạo để phó nhạc vừa khiếp sợ lại không thú vị hắn vốn tưởng rằng lăng hàn chỉ là qua loa lão gia tử lấy lòng lão gia tử tuyệt đối không ngờ lăng hàn thật hiểu luyện đan hơn nữa tựa hồ trình độ cũng không thấp bằng không như thế nào sẽ làm lão gia tử thật tình như thế nhưng lăng hàn rõ ràng là đế giả trên đời này thật sự có người yêu nghiệt như vậy ở trên hai con đường khác nhau cũng có thể thiên tài tuyệt diễm mà vô vị chính là hắn đối với đàn đạo thật một chút hứng thú cũng không có nghe hai người này thảo luận như đầm rồng hang hổ để hắn nhàm chán náp liên tục mà không có được ra ra cho phép hắn sao dám tự ý rời đi bởi vậy hắn chỉ có thể bồi tiếp hai người ở một bên chịu tội, chỉ cảm thấy cả người khó chịu nói không nên lời. Suốt cục, sau 10 ngày, hai người mới ngừng lại. Cái kia, tại hạ còn có một vấn đề, sau này hãy nói, sau này hãy nói. Phó nhạc vội vàng kéo lăng hàn đi, đùng 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 bỏ chạy, trước cũng chỉ thỉnh giáo một chút, liền để hắn ngồi bất động 10 ngày, lại muốn thỉnh giáo một chút, còn có để hắn sống nữa hay không? Mẹ kiếp, tinh thạch, chờ lôi lăng hàn ra cửa chính, phó lão gia tử mới đột nhiên tỉnh lại, lần này hắn triệu kiến Lăng Hàn kỳ thực là vì đòi lại 100 triệu tinh thạch kia, kết quả bị Lăng Hàn giao động qua giao động lại quên mất. Tiểu tử này thật là một nhân tinh, lão gia tử lắc đầu liên tục, chỉ là lấy thân phận của hắn, chuyện này nói ra một lần tự nhiên không thể nhắc lại lần thứ hai. Quên đi, nể tình thiên phú đan đạo của Lăng Hàn, 100 triệu tinh thạch này coi như là giúp đỡ hắn. Đúng, qua mấy ngày nữa ở Bách Long Thành muốn tổ chức một hồi đan đạo thịnh hội, tất cả thiên kiêu tụ hội, đối với tiểu tử này mà nói là cơ hội tốt. Lão Phu liền viết một phong thư giới thiệu cho tiểu tử này, giúp tiểu tử này một chút sức lực. Phó nhạc có thể xem như là bản tính rất tốt, sau khi cùng Lăng Hàn hóa địch thành bạn, mỗi ngày lôi kéo Lăng Hàn chơi khắp nơi, cũng để nữ hoàng cùng hổ nữ bất mãn, lẽ nào ngươi muốn cùng các nàng cướp nam nhân hay sao? Sau bốn ngày, Phó nhạc lại đến tìm Lăng Hàn, Lăng Huynh, Lăng Huynh, việc mừng lớn, việc vui lớn. Cái tên này vừa vào cửa liền gọi, làm sao, người mang thai, Lăng Hàn cười nói. Ngươi mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Phó nhạc vội vã phản kích, tên này học cái xấu thật rất nhanh, mới cùng lăng hàn lăn lộn mấy ngày, công lực khẩu pháo chỉ ít tăng lên gấp 3. Tiểu cốt nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, không khỏi lẩm bẩm, hắn vẫn đang không ngừng học tập. Mừng từ đâu đến, lăng hàn hỏi, ông nội ta dẫn tiến cho ngươi, ngươi có thể đi bách long thành tham gia một hồi thiên kiêu thịnh hội. Phó nhạc nói, chương 2230, bách long thành, há, thịnh hội gì, lăng hàn không quá cảm thấy hứng thú hắn một là muốn đi phổ an thiên bỏ qua một hồi đan đạo thịnh hội hắn làm sao cũng phải đi giải thích nguyên nhân một chút thứ hai hỏi thăm côn bằng cung đến cùng ở thiên vực nào bách long thành gì đó không có hứng thú tương truyền ở thời kỳ thượng cổ có hơn trăm con tiên long táng ở bách long thành sau đó liền ở phía trên kia xây dựng lên bách long thành đây là một thánh địa mỗi cách chở mấy trăm triệu năm sẽ mở ra một hồi bách long tranh bá chiến có người nói đạt được thứ nhất có thể được rót vào bách long tinh hoa, chỗ tốt vô cùng. Cùng lúc đó, còn có thể cử hành một hồi đan đạo thịnh hội, vô số thiên tài đan đạo hội tụ ở đây, tranh cướp cơ hội tiến vào cổ đan tháp. Phó nhạc hưng phấn nói, hắn đối với đan đạo không hứng thú gì, chủ yếu là về phía bách long tranh bá chiến. Lăng Hàn cũng có chút hứng thú nói, cổ đan tháp là cái gì, cái gì, người ngay cả cổ đan tháp cũng không biết. Phó nhạc kinh ngạc, ngay cả hắn chỉ là người thô thiển học được một ít gia lông đan đạo cũng biết cổ đan tháp, nhưng Lăng Hàn là thiên tài đan đạo lại mờ mịt. Không biết, Lăng Hàn lắc đầu một cái, không biết chính là không biết, có gì phải che giấu chứ. Lăng Huynh, người thực là một người kỳ quái, phó nhạc chắc chắn nói, cổ đan tháp là một tổ chức đan đạo, ở cực kỳ lâu trước đây, do hết thảy ngũ tinh đan sư ở lúc đó khởi xướng tổ chức. Lâu dài sau, cổ đan tháp dần dần từ tổ chức phân tán trở nên chặt chẽ, không chỉ là liên minh của ngũ tinh đan sư, đồng thời cũng là thánh địa của toàn bộ giới đan đạo. Đan sư, không được cổ đan tháp chứng thực, vậy tranh lệch chính là trời cùng đất. Hiện tại, mỗi một tên đan sư đều lấy tiến vào cổ đan tháp làm vinh dự. Nhưng mỗi cách 100 triệu năm, chỉ có người trong đan đạo tỷ thí của Bách Long thành tiến vào top 3 mới có tư cách gia nhập cổ đan tháp. Mặc dù nói, tiên nhân chúng ta tuổi thọ gần như vô hạn, nhưng nhân số thu lấy như vậy vẫn cực kỳ ít ỏi. Lang Huynh, ngươi hẳn có thể tiến vào cổ đan tháp, vậy thì thật châu bò, bảo đảm bất luận ngươi đi nơi nào, ai cũng phải khách khí. Đây chính là bảo mệnh phù vững chắc nhất thiên hạ, lăng hàn nha một hồi, hóa ra cổ đan tháp là như vậy. Bách Long Thành ở đâu? Hắn hỏi, phổ an thiên, lăng hàn sướng sờ, phổ an thiên, chẳng lẽ nói, lúc trước hắn cùng mã đồng quang muốn đi chính là Bách Long Thành. Có điều, đan đạo tỉ thí cách 100 triệu năm mới cử hành một lần, vậy lần trước tuyệt đối không phải ngược lại hắn muốn đi phổ an thiên vậy liền thuận tiện đi a à. đi tham gia đan đạo luận võ còn phải dẫn tiến hắn lại hỏi đó là đương nhiên phó nhạc gật đầu ngươi suy nghĩ một chút trên đời này có bao nhiêu đan sư nếu không hạn chế bách long thành không phải bị chen chết sao lăng hàn cười ha ha nói này thật phải cảm ơn ra ra ngươi đương nhiên chỉ có tứ tinh đan sư mới có tư cách dẫn tiến hơn nữa cũng chỉ có thể dẫn tiến một người mà thôi phó nhạc nói đúng sau gáy của hắn nhất thời chúng một tát, không cần nhìn, khẳng định là hổ nữ, người xấu xí, người kiêu ngạo cái gì, quả nhiên, âm thanh của hổ nữ từ phía sau vang lên. Lăng Hàn Nha một hồi nói, lúc nào xuất phát, sắp rồi, trong mấy tháng tới mà thôi, thừa dịp mấy tháng này, Lăng Hàn lại thỉnh giáo đàn đạo với phó lão gia tử mấy lần, thuận tiện cảm tạ đối phương. Thời gian trôi qua rất nhanh, rất nhanh thì đến thời gian xuất phát. Ồ, sao ngươi cũng đi theo? Lăng Hàn nhìn phó nhạc, có vẻ hơi kinh ngạc, phó nhạc không khỏi phiền muộn nói, ngươi đây là ý gì, cho rằng thực lực ta không mạnh bằng ngươi, liền không có tư cách tham gia bách long tranh bá chiến sao. Lăng Hàn không khách khí gật gù, hắn chính là cho rằng như thế. Mẹ kiếp, tuy ta không phải đế giả, nhưng làm sao cũng là hoàng giả, lẽ nào ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Phó nhạc tức điên nói, tham chiến, Lăng Hàn cười ha ha, ngươi bị tra tấn còn tạm được, cút. Bách Long tranh bá chiến không có hạn chế tu vi, nhưng có yêu cầu tuổi tác không thể nào vượt qua ngàn vạn tuổi. Cái niên hạn này bao hàm 5 tháng ở trong thời gian gia tốc vượt qua. Bởi vậy, người có thể tham dự liền không nhiều, đương nhiên cũng có một chút dòng tài sẽ đi tham gia, mang may mắn trong lòng, cho rằng người mạnh mẽ hơn mình đều bởi vì tuổi tác mà bài trừ ra ngoài còn lại chỉ là yếu kém. Lấy phó ra dầu nước đố đổ vách đương nhiên sẽ không để cho bọn họ dựa vào hai cái chân lên đường mà chuẩn bị một công cụ giao thông là một chiếc thuyền xuyên đất không phải bay ở trên bầu trời mà là chui qua ở dưới lòng đất tốc độ này cũng rất nhanh không cần bởi vì chướng ngại vật gì mà đi vòng trên thân thuyền xuyên đất che kín trận pháp hệ thổ tiến vào trong mặt đất thật giống như vào nước chỉ có một chữ nhanh thuyền không lớn đây là vì tiết kiệm tiền vốn dù sao bố trí trận pháp càng lớn liền tiêu hao càng lớn ngược lại có không gian thần khí sẽ không ảnh hưởng gì đại bộ phận người đều tiến vào hắc tháp sau đó thuyền xuyên đất khởi động lao về phía phổ an thiên Lần đi Phổ An Thiên này phải xuyên qua ba thiên vực, tốn khoảng 7 tháng thời gian, cái này là bởi vì thuyền xuyên đất của bọn họ đủ cao cấp, tốc độ rất nhanh, bằng không đổi thành loại kém, vậy nhiều thêm 5 3 năm cũng cực kỳ bình thường. Đi ở dưới lòng đất, xác suất gặp phải đồng hành tự nhiên là thấp đến thái quá, mà không hội ngộ được người, tự nhiên không hội ngộ đến phiền phức, bọn họ thuận thuận lợi lợi vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, một đường về phía Phổ An Thiên. Đương nhiên cũng sẽ gặp phải một chút khúc chiết, tỉ như địa chấn núi lở, tạo thành một chút phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Bảy tháng sau, bọn họ cuối cùng đi tới Phổ An Thiên. Phổ An Thiên ở trong Tây Tiên Vực, thực lực tổng hợp có thể đứng vào Trung Thượng Du, nơi này có rất nhiều thế lực cấp tiên vương, nhưng nổi danh nhất tự nhiên là Bách Long Thành. Đây là một phân bộ trọng yếu của cổ đan tháp, mỗi lần thời điểm tiến hành đan đạo tỉ thí đều sẽ ở chỗ này, gánh chịu chức trách cực kỳ trọng yếu. Thuyền xuyên đất xuất hiện ở ngoài Bách Long Thành mấy chục dặm, không thể tiếp tục tiến lên, nếu không sẽ bị cho rằng là kẻ xâm lấn, bị trận pháp phòng ngự của Bách Long Thành trực tiếp xóa đi. chương 2231, thật là đúng dịp. Phó nhạc thu hồi thuyền xuyên đất, lang Hàn thì để tất cả mọi người từ trong hắc tháp đi ra, đoàn người đi về phía Bách Long Thành, chỉ mấy chục dặm đường, chuyện trong vài bước. Muốn vào thành, trước tiên trả tiền, Bách Long Thành vừa là đại thành võ đạo, cũng là đại thành đan đạo, không chỉ võ giả lui tới rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều thương nhân, ở trong toàn bộ Tây Tiên vực cũng có thể tính là đại thành cực kỳ nhộn nhịp. Bởi vậy, lệ phí vào thành rất cao, cực kỳ cao. Một người 100 tinh thạch, hơn nữa phải soi không gian thần khí, nếu như phát hiện nhân viên tư tàng nào sẽ bị xử tử. Rất nghiêm, nhưng người ta quả thật có sức lực, trong cổ đan tháp có ít nhất 10 tên ngũ tinh đan sư, sức ảnh hưởng của bọn họ cực kỳ to lớn, nếu bọn họ định ra phép tắc, ai dám không tuân. Mấy người lang hàn đàng hoàng nộp phí vào thành, cuối cùng tiến vào tòa thành cổ này. Có người nói nơi này mai táng hơn trăm con tiên long, có thể chỉ là một truyền thuyết, nhưng trong thành xác thực thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hư ảnh đại long từ dưới nền đất dựng lên, nhằm phía cửu tiêu. Có thể bởi vì có cảnh tượng kỳ dị như vậy, mới sẽ có truyền thuyết trăm rồng trôn ở đây. Trước tiên tìm khách sạn dàn xếp lại, đến nơi này, cái bảng hiệu nhị thế tổ của phó nhạc cũng khó dùng, ở thống liên thành, người người sẽ bởi vì hắn là đời thứ ba của phó gia mà nhường hắn, nhưng ở nơi này ai quan tâm. Nhị thế tổ như hắn, nơi này một chảo một đám lớn. Lăng huynh, chớ xen vào việc của người khác, phó nhạc nhìn Lăng Hàn nhắc nhở, vị này rất thích lo chuyện bao đồng, nhưng lo chuyện bao đồng còn phải xem thực lực của bản thân, nơi này có rất nhiều chuyện vô bổ quản không nổi. Đùng, sau gáy phó nhạc lại bị vỗ một tát, tự nhiên là bút tích của hổ nữ. Ngươi dám hung với Lăng Hàn của nữ, Lăng Hàn cười to, quản chuyện vô bổ hay không thật đúng là không nói được, có lúc nhìn thấy, trong lòng hơi động liền ra tay, làm sao cũng không khống chế được tận lực đi hắn nói tiểu nhạc nhạc người cũng nên khống chế mình đừng lên tính khí nhị thế tổ gì phi ta làm sao có khả năng mất khống chế phó nhạc diếu cợt nói bọn họ tìm gian khách sạn ở lại bởi vì có kẻ tham ăn hổ nữ này chuyện thứ hai của bọn họ đương nhiên chính là đi ăn bản thân khách sạn này thì có từ lâu nhưng tất cả đều là phòng khách có vẻ rất to lớn nhưng bởi vì bách long tranh bá chiến cùng đan đạo tỷ thí đã gần trong gang tấc bởi vậy lượng khách của nơi này cũng đông như mắc cửi ngay cả phòng khách cũng ít hơn rất nhiều. Mấy vị khách nhân, phòng khách thật đã đầy, hầu bàn về phía bọn người lăng hàn liên tục chắp tay. Nói bậy, cái này không phải không sao, hổ nữ chỉ vào một gian bao xương nói, cực kỳ vừa vặn, cửa bao xương này mở ra, có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong không có một bóng người. Này đã được người đặt trước, hầu bàn vội vàng nói, nếu người không tới, liền để chúng ta trước tiên dùng một lát, cùng lắm lúc đó rời đi. Phó nhạc cũng nói, hiện tại hắn là tùy tùng trung thực của hổ nữ. Cái này, phục vụ trầm ngâm, nhưng một lát sau hắn liền gật gù nói. Không dối gạt mấy vị khách nhân, phòng khách này là đô thiếu thường ngày bao xuống, nhưng số lần đến xác thực không nhiều, như vậy đi, ta liền cho các người dùng phòng khách này, nhưng vạn nhất đô thiếu đến, các người nhất định phải nhường phòng khách lại, ngàn vạn lần không thể để cho tiểu nhân khó xử. Đi đi, hổ nữ gật đầu không ngớt, hiện tại nàng chỉ muốn ăn. Đoàn người tiến vào phòng khách, rất nhanh có rượu và thức ăn đưa lên, thưởng thức một hồi, mùi vị còn thực là không tồi. Không hổ là Bách Long Thành, nơi này có thịt tiên thú, chỉ cần có tiền, ngay cả thịt thú của tiên phủ cảnh cũng có. Đối với võ giả mà nói, thịt thú của tiên phủ cảnh không chỉ ăn ngon, đại bổ, thậm chí còn có thể tăng tiến cảm ngộ quy tắc. Bởi vì cho dù tiên thú chết, trong thịt vẫn chất chứa một tia lực lượng quy tắc, luôn có ích a. À. Đương nhiên, thịt tiên thú này ở thời điểm nấu nướng nhất định phải mời cường giả luyện hóa đi sát khí, bằng không người cảnh giới thấp ăn vào, trong nháy mắt chính là nổ banh xác. Phó nhạc rất cường hào, hắn điểm một phần thịt tiên thú, hơn nữa còn là cấp bậc tiên phủ. Cái này để hắn bỏ ra gần 100 vạn tinh thạch, mà bưng lên vừa nhìn, trong mâm chỉ có lẻ tẻ vài miếng thịt. Ăn ngon không, nữ nếm thử. Hổ nữ là người thứ nhất hạ đũa. Ta cũng nếm thử, lang hàn không chút khách khí mà đưa đũa, trước tiên cho nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ một người một miếng thịt, sau đó mình cũng gắp một khối. hừm hương vị không tệ lại một miếng hổ nữ lại chuyển chiếc đúa như yêu nữ không ai gắp cho nàng không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ tiểu cốt học theo răm rắp tương tự cấp tốc rối đúa huynh muội thạch lối cũng không chậm chỉ cần ở cùng hổ nữ lâu thì sẽ biết đạo lý nhanh tay có chậm tay không ăn cơm nhất định phải cướp bằng không chỉ có thể đói bụng chỉ thấy chiếc đúa bay lượn sau đó phó nhạc liền kinh ngạc phát hiện mâm hết rồi kháo vậy thì không còn hắn vẫn không có động đũa a à một trăm vạn tinh thạch của hắn a à, mấy vị khách nhân nhanh nhường nhường đồ thiếu đến đúng lúc này tên hầu bàn kia đột nhiên chạy tới đầy mặt đều là vẻ gấp gáp nếu trước đó đã nói rồi mấy người lăng hàn cũng không có lời gì để nói dồn dập đứng dậy còn đồ ăn thừa thì không cần lo lắng có kẻ tham ăn biết mang bao đi tuyệt đối sẽ không có lãng phí bọn họ ra phòng khách không đi được vài bước liền nhìn thấy trước mặt đến bảy người đều là nam tử vô cùng trẻ tuổi ồ một người trong đó nhìn về phía đám người lăng hàn, nhất thời sắc mặt thay đổi, thân thể cũng bắt đầu lạnh run. Ô, Tiểu Nguyễn, người đây là làm sao, tối ngày hôm qua chơi quá lợi hại, chân mềm nhũn sao. Bên cạnh có người cười nói, ha ha, thật là không nói sai, chính là một con tôm chân mềm. Lăng hàn nhìn sang, nhất thời có một loại cảm giác thế giới thật nhỏ. Người kia là, Nguyễn Đông Tương, các ngươi, các ngươi, các ngươi. Nguyễn Đông Tương run run giơ tay lên chỉ, có vẻ vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại hoảng sợ không tên. Đây là tự nhiên, hắn bị phó nhạc giết một lần, tự nhiên sẽ có bóng ma trong lòng. Tiểu Nguyễn, xảy ra chuyện gì? Thanh niên áo xanh dẫn đầu kia trầm giọng hỏi, hắn đi ở phía trước nhất, sáu người còn lại đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. chương 2232, bị làm tức giận. Mấy tháng trước, bọn họ giết một đạo phân hồn của ta. Nguyễn Đông Tương căm hận nói, lúc đó, ta đang truy kích vị hôn thê cùng gian phu của nàng, lại bị những người này cản trở mà người này chính là hung thủ giết phân hồn ta hắn chỉ vào phó nhạc nghe hắn nói như thế sáu người thanh niên áo xanh đều vỡ tổ chỉ cảm thấy mấy người lăng hàn quá độc ác không chỉ bao che gian phu dâm phụ hơn nữa còn chém một đạo phân hồn của khổ chủ ha ha không nghĩ tới trên đời này lại có người như vậy một người trẻ tuổi áo tím đi ra đảo qua đám người lăng hàn một chút khinh thường nói tất cả mọi người tự chém một đạo phân hồn liền có thể rời đi có điều hắn dừng một chút chỉ về phó nhạc hắn lưu lại cực kỳ hung hăng mỗi người tự diệt một phân hồn mà phó nhạc còn phải lưu lại lưu lại làm gì đương nhiên là làm thịt có điều loại tình cảnh này bọn người lăng hàn nhìn nhiều lắm rồi căn bản chẳng muốn nổi giận ngược lại khó chịu có thể trực tiếp giết hà tất tức giận làm gì phó nhạc ngược lại dễ kích động hắn là nhị thế tổ tiêu chuẩn chỉ có người khác nghe lời hắn răm rắp làm sao có người ngỗ nghịch qua hiện tại chẳng những có người bất kính với hắn thậm chí muốn mệnh của hắn điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận khẩu khí thật lớn các ngươi xứng sao phó nhạc diếu cợt nói người trẻ tuổi áo tím lộ ra vẻ ngạo nghế lời của long bộ thiên ta nói ra chưa từng có thời điểm không thực hiện Hả? vậy ngày hôm nay ngươi liền ngoại lệ phó nhạc đối chọi gay gắt những người các ngươi còn lo lắng cái gì nhanh tự diệt phân hồn bằng không một con đường chết người trẻ tuổi áo tím long bộ thiên nhìn về phía mấy người lăng hàn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ, trên trán lại hiện ra một chữ vương. Ồ, hổ nữ nhất thời cảm thấy thú vị, nhìn chầm chầm chữ vương kia. Lang Hàn cười nói, các vị cũng không nên chỉ nghe lời từ một phía chứ. Hắn ngược lại không sợ mấy người trẻ tuổi này, mà không muốn vô duyên vô cớ ẩu đả, bởi vậy hắn sẵn lòng nhân nhượng cho yên chuyện. Hắn nói sự tình vợ chồng Quách Minh một lần, không có nửa phần tăng thêm, cũng không có nửa phần cắt giảm. Mấy vị, còn muốn thay cặn bã này ra mặt giải oan sao? Nói xong, hắn nhìn về phía những người trẻ tuổi kia cười nói. Cái này, Long Bộ Thiên lộ ra vẻ do dự, hắn đúng là nhị thế tổ, hoành hành bá đạo, nhưng cũng là một người có giới hạn, nhìn hành động của Nguyễn Đông Tương, để hắn cảm thấy chơ chẽn. Người mới mang thai, cả nhà ngươi đều mang thai. Đúng lúc này, Tiểu Cốt đột nhiên nói một câu, nhất thời, sáu người Long Bộ Thiên đồng thời lộ ra vẻ giận dữ. Đây là khiêu khích cực kỳ nghiêm trọng, kéo cả toàn ra bọn họ. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía phó nhạc, câu nói này của tiểu cốt rõ ràng là học vẹt hắn phó nhạc lộ ra vẻ lúng túng trước hắn còn khuyên lăng hàn biết điều một chút không nên gây sự nhưng kết quả ngược lại tốt là hắn thành kẻ gây rắc rối trước tiên bị nguyễn đông tương nhìn chằm chằm hiện tại bởi vì mình đã từng nói bị tiểu cốt học vẹt dẫn đến gây ra một hồi khúc chiết ngươi mới biến thái cả nhà ngươi đều biến thái tiểu cốt tiếp tục học vẹt cái này tự nhiên thành thêm dầu vào lửa lập tức để đám người long bộ thiên phẫn nộ thiêu đốt đến trình độ cực cao lăng hàn thở dài tiểu cốt này khi nào học vẹt không được sao lại muốn học vào lúc này a à? nói chung các ngươi đều là đồ bỏ đi tiểu cốt cuối cùng tổng kết nói còn tình cảm giạt rào chỉ chỉ đám người long bộ thiên ha 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 hổ nữ nhất thời phình bụng cười to muốn chết long bộ thiên trước tiên xuất thủ tóm về phía tiểu cốt tiểu cốt đầy mặt ngơ ngác hồn nhiên không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên ra tay với mình hắn làm gì sao mà ở đám người long bộ thiên xem ra vẻ mặt này của tiểu cốt thực sự là quá muốn ăn đòn, người rõ ràng nói quá mức như vậy, lại còn một bộ ta rất oan ức, người đây là khiến người ta chán ghét đến cỡ nào. Long bộ thiên hừ một tiếng, năm ngón tay hơi trụm, uy lực càng mạnh. Lang hàn ra tay, đùng, chấn đòn đánh này của Long bộ thiên trở lại. Ô, hà, ân, thấy cảnh này, năm người trẻ tuổi khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù Long bộ thiên là nhị thế tổ, nhưng là một nhị thế tổ thực lực cực kỳ mạnh mẽ, tu vi cấp bậc địa hồn, càng là hoàng giả, lẽ ra phải vô địch ở trong thiên hồn cảnh nhưng lang hàn lại có thể chặn được một đòn của hắn cái này cực kỳ kinh người hóa ra còn có chút thực lực lòng bộ thiên hừ nhẹ một tiếng trong đôi mắt chiến ý hừng hực lang hàn ra tay thay tiểu cốt là sợ tiểu cốt ra tay không biết nặng nhẹ đánh chết đối phương tuy hiện tại song phương là địch nhưng lang hàn cũng không cho rằng bọn họ có cửu hận không thể hóa giải gì cần phải quyết đấu sinh tử đế giả người trẻ tuổi áo xanh trầm giọng nói ánh mắt sáng ngời hắn gọi đô thiếu tuấn đứng đầu trong bảy người mà thiên phú võ đạo của hắn cũng cao nhất không chỉ tu vi đạt đến địa hồn bản thân càng là đế giả nếu không cũng không thể để hoàng giả coi là thủ lĩnh đế giả đỉnh cấp hắn lại bổ sung một câu đế giả phổ thông chỉ có thể vượt qua hai cấp lấy cảnh giới dương hồn của lăng hàn mà nói hắn cũng chỉ có thể vô địch ở trong địa hồn cảnh mà long bộ thiên là hoàng giả cấp bậc địa hồn đủ để quét ngang thiên hồn vì lẽ đó lăng hàn có thể ngang hàng long bộ thiên tất nhiên là đế giả đỉnh cấp. Lăng Hàn phẩy phẩy tay, cùng Long Bộ Thiên đối đầu một cái để hắn hơi có chút đau tay, hết cách rồi, hắn về mặt cảnh giới lạc hậu có chút nhiều. Có điều, hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, đả kích như vậy cho hắn mà nói chỉ là chút lòng thành. Hắn cười cợt nói, vị bằng hữu này của ta có chút ngốc, không cần để ngôn ngữ của hắn ở trong lòng. Nhìn ra rồi, đám người đô thiếu tuấn, Long Bộ Thiên lại không phải người ngu, ngược lại, mỗi người bọn họ đều là thiên tài, chỉ là có chút kiêu căng khinh người mà thôi. Tiểu cốt vừa nhìn liền không đúng, xả đầu xả não, xác thực không cần chấp nhặt với hắn. Đồ thiếu, không nên bị hắn đầu độc, người này rất giỏi về tâm kế. Nguyễn Đông Tương vội vàng nói, hắn cũng không phải người trong vòng tròn của Đô Thiếu Tuấn, chỉ là gặp may đúng dịp mới trộn lẫn vào, còn không có mấy ngày. Bởi vậy, hắn tự nhiên lo lắng Đô Thiếu Tuấn bị lăng hàn thuyết phục, không báo thù cho hắn. chương 2233, Khai phá thiên địa bản nguyên. Đồ thiếu tuấn lạnh lùng nhìn lướt qua Nguyễn Đông Tương, cái này biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ đến người này nhìn qua đàng hoàng, nhưng nội tâm lại không chịu được như thế, hắn mới không muốn loại cặn bã này đi theo. Nhưng hắn không có hiển lộ ra, chỉ nhìn Lăng Hàn nói. Nếu ngươi có thể tiết bộ thiên trăm chiêu, ta liền coi ngươi là bằng hiếu. Đừng xem vừa nãy Lăng Hàn đỡ lấy một chiêu của Long Bộ Thiên, nhưng khi đó Long Bộ Thiên cũng không có toàn lực ứng phó, mà hai người tranh lệch hai cảnh giới nhỏ, cái này ngay cả đế giả đỉnh cấp cũng rất khó cứu vãn sức chiến đấu cách xa như vậy. Muốn tiếp trăm chiêu, khó, Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói. Được, đồ thiếu tuấn gật gù, có chút thưởng thức dũng khí của Lăng Hàn, sau đó đưa tay ném đi, trên đất nhất thời có thêm một bàn cờ. Vào bàn cờ chiến một trận đi, xeo, lòng bộ thiên trước tiên vọt vào, thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một điểm nhỏ trên bàn cờ. Đây là không gian thần khí, chỉ là có chút khác loại. Lăng Hàn cũng tung người nhảy vào, cùng Long Bộ Thiên đứng song song. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Long Bộ Thiên nói, được, Lăng Hàn gật gù, cũng không có để ở trong lòng, ở trong phân hồn cảnh, người có thể trọng thương hắn còn không có sinh ra, còn kỳ vô danh, người ta là tiên vương tầng 9 chuyển thế, không thể cân nhắc như lẽ thường. Những người khác mà, không nhìn, tiếp chiêu, Long Bộ Thiên ra tay, thân hình bay lên không, chữ vương trên trán sáng quắc rực rỡ. Nói không hạ thủ lưu tình, nhưng bởi vì là luận bàn, hắn đã lui sát ý, nhưng công kích vẫn ác liệt như cũ, chữ vương trên trán lưu chuyển ra hào quang kinh người, có lực lượng vô tận dâng trào, sức chiến đấu đáng sợ. Lăng Hàn thét dài, hai tay hóa thành nắm đấm, cùng đối phương cứng đối cứng. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um. Lăng Hàn không chỉ là đế giả đỉnh cấp, hơn nữa còn người mang bốn thiên địa bản nguyên, điều này làm cho sức chiến đấu của hắn vượt qua phạm trù của đế giả, người đi tìm một chút xem có đế giả nào có bốn thiên địa bản nguyên. Đừng nói bốn, một đạo cũng không có, âm um, âm um, âm, um. Ở trong cơ thể Lăng Hàn, bốn lực lượng bổn nguyên đều giật động, như muốn khai thiên phách địa. Như thế nào là thiên địa bản nguyên, thiên địa sơ khai thì tồn tại, có ý nghĩa đặc thù. Xem cửu thiên hỏa, huyền âm mẫu thủy, mặc dù sẽ dập tắt, nhưng thiên địa sẽ một lần nữa xúc tích ra chúng nó, trừ khi vùng thế giới này tiêu vong, bằng không thiên địa bản nguyên sẽ vĩnh viễn tồn tại. Lăng Hàn có loại cảm giác, hắn còn lâu mới phát huy ra uy năng của thiên địa bản nguyên trong cơ thể, nếu không thì, sức chiến đấu của hắn sẽ nâng cao một bước, chân chính có thể ngang hàng kỳ vô danh, thậm chí vượt qua. Hắn một bên ác chiến với Long Bộ Thiên, một bên thì đang suy tư phương pháp để hắn càng mạnh mẽ hơn. Trước đó hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này, có một cái hình thức ban đầu, nhưng vẫn không có thực tiễn. Rất đơn giản, ở trong người lạc ấn trận pháp, cái này ở cổ giới đã dùng qua, hiệu quả tốt đến kinh người, nhưng ở tiên vực, đây là chuyện không thể nào. Trận pháp tiên cấp đều cực kỳ khổng lồ, tỉ như đại trận hộ sơn, tỉ như ở trên chiến hạc, muốn khảm nạm ở trên thần cốt trong người, cái này không nói tuyệt đối không thể, nhưng chỉ ít hiện tại Lăng Hàn không cách nào làm được. Vậy còn làm sao lạc là ấn trận pháp, dùng thiên địa bản nguyên, thiên địa bản nguyên là cấp độ tiên vương, chỉ cần có thể xúc động một tiêu uy năng trong đó, là có thể bùng nổ ra sức chiến đấu vô thượng. Mà Lăng Hàn muốn làm, chính là dẫn phát cái uy năng này ra. Làm sao dẫn, lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc, tuy hiện tại chỉ có bốn thiên địa bản nguyên, không cách nào hình thành ngũ hành tuần hoàn hoàn mỹ, nhưng chỉ tranh lệch một đạo hẳn vẫn có thể xúc động chỉ là uy lực nhỏ yếu hơn rất nhiều thử xem lăng hàn kích phát một đạo thiên địa bản nguyên oanh hóa thành một ký tự cực kỳ cổ điển đánh vào trên một thần cốt của hắn sau đó từ từ biến mất bí mật của thiên địa không thể điêu khắc hắn lần thứ hai kích phát một đạo thiên địa bản nguyên lạc ấn ở trên thần cốt thứ hai sau đó là đạo thứ ba chỉ là hắn vẫn không có kích phát đạo thiên địa bản nguyên thứ tư ký tự trên thần cốt thứ nhất đã trở nên ảm đạm không được quá chậm, lăng hàn thầm nói, vậy liền trở lại. ầm, um, hắn ở trong người thử nghiệm, mà bên ngoài long bộ thiên cũng đánh cho kịch liệt, hoàn toàn áp chế lăng hàn. hai tay hóa thành chảo, trường, quyền, không ngừng oanh kích ở trên người lăng hàn. chỉ là tuy lăng hàn có chút tâm không yên, nhưng phòng ngự là nửa điểm cũng không tổn hại, mặc cho long bộ thiên oanh kích làm sao cũng bình yên vô sự. để bọn người đô thiếu tuấn quan chiến cao mày, làm sao có khả năng có lực phòng ngự mạnh mẽ biến thái như vậy? Lăng Hàn tiếp tục nghiên cứu chiêu mới của hắn, hắn có loại cảm giác, hắn đã tiếp cận thành công. 91 chiêu, 92 chiêu, 93 chiêu, bên ngoài, mọi người đều đếm lấy, trăm chiêu đã tiếp cận. Oanh oanh oanh, lòng bộ thiên đánh càng kịch liệt, nếu đồ thiếu nói muốn hắn và Lăng Hàn luận bàn một hồi, vậy liền đại biểu song phương trong lúc đó đã không có định ý, nhưng là cường giả, hắn vẫn muốn thắng lợi. Tuy Lăng Hàn vẫn đang bị động chịu đòn, nhưng đây không phải kết quả hắn muốn, mà là một hồi thắng lợi thoải mái tràn trề, không thể soi mói. Bởi vậy, sức chiến đấu của hắn toàn mở, điên cuồng công kích Lăng Hàn. 99 chiêu, vù, đúng lúc này, trong cơ thể của Lăng Hàn có một đạo hào quang lấp lóe, khí tức của hắn nhất thời cường thịnh gấp mấy lần, nhưng lại lập tức trở nên ảm đạm. Oanh, Lăng Hàn tiếp một đòn, cả người bị đánh bay ra ngoài, sau đó lại rơi xuống trên đất, mà sát mặt đất chỉ ít mấy trăm trượng, lúc này mới ngừng lại. 100 chiêu, Long Bộ Thiên còn muốn công tiếp, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng không có ra tay. Chiến đấu đã kết thúc, hắn trước tiên ra bàn cờ, sau đó Lăng Hàn mới chậm chậm rãi bay ra, chỉ thấy đầy mặt đều là vẻ mờ mịt, tựa hồ hồn vía lên mây. Ta kết giao bằng hữu như ngươi, Đô Thiếu Tuấn cười to, chủ động đưa tay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn vẫn đầy mặt mờ mịt như cũ, ngơ ngác đưa tay ra, cùng Đô Thiếu Tuấn nắm chặt. Nếu là bằng hữu, đến uống rượu. Đô Thiếu Tuấn lôi kéo cổ tay của Lăng Hàn mời hắn vào phòng khách, sau đó phân phó hầu bàn nói. chương 2234, uy lực kinh người thượng. Đưa lên rượu ngon thức ăn ngon, nữ muốn ăn thịt tiên thú, còn phải là tiên phủ cảnh. Khổ nữ vội vàng kêu lên, nàng không hiểu khách khí. Khóe miệng của đô thiếu tuấn không khỏi kéo lên, tuy thân phận của hắn hiển hách, nhưng cũng không đạt đến trình độ có thể tùy ý ăn thịt của tiên phủ cảnh, nhưng vừa nãy đã nói ra miệng, hiện tại cũng không tiện lùi bước. Hắn không thể làm gì khác hơn là gật gù với hầu bàn, Gia hiệu đối phương có thể lên món ăn này. Vâng, hầu bàn vội vã lĩnh mệnh rời đi, sắc mặt vui mừng. Nếu như bán đi thịt quý giá như vậy, hắn là người chào hàng sẽ có khen thưởng A, tuy lần này hắn căn bản không có chào hàng, nhưng khen thưởng vẫn sẽ tính ở trên đầu hắn. Không coi là nhiều, chỉ khoảng 100 tinh thạch, nhưng đối với tiểu nhân vật như hắn mà nói, 100 tinh thạch tuyệt đối là số tiền lớn. Nguyễn Đông Tương cũng muốn tiến vào phòng khách, lại bị Đô Thiếu Tuấn ra hiệu, liền có một người trẻ tuổi áo vàng cười hì hì duỗi tay một cái, ngăn Nguyễn Đông Tương lại. Đô thiếu, Nguyễn Đông Tương lập tức kêu lên, cút, người trẻ tuổi áo vàng dung sắc lạnh lẽo, loại cặn bã này cũng muốn trà trộn vào trong vòng của bọn họ. Trước bị hắn lừa, hiện tại làm sao có thể, Nguyễn Đông Tương mặt đỏ như máu, cái này đối với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã, hai tay hắn thật chặt, một lát sau mới giận dữ xoay người rời đi. Nhục nhã ngày hôm nay hắn nhớ rồi, tương lai nhất định báo thù nhìn hắn rời đi, người trẻ tuổi áo vàng nói, đồ thiếu, người này hiển nhiên ghi hận ở trong tâm, có muốn. Hắn làm động tác cắt ít hầu, đồ thiếu tuấn cười nhạt nói, loại tiểu nhân vật này ghi hận ở trong tâm thì đã làm sao, thật dám đưa tay rũi một cái, ta liền lấy mạng chó của hắn. Những người khác đều gật đầu, đồ thiếu tuấn tuyệt đối có tư cách nói lời như vậy. Lực chú ý của bọn họ phóng tới trên tiệc rượu, đồ thiếu tuấn chính là đế giả, có phong độ nhẹ nhàng, cái tin là việc ít người biết gì cũng hạ bút thành văn khiến người ta mỉm cười ôm bụng cười hoàn toàn chủ đạo bầu không khí lăng hàn là mộng du trong toàn trường tựa như không còn hồn mấy người đô thiếu tuấn còn tưởng rằng hắn thua long bộ thiên cho nên mới hồn bay phách lạc như vậy đều dồn dập an ủi sau khi ăn xong đô thiếu tuấn còn ân cần mời mấy người lăng hàn đi phủ của hắn chơi nhưng nữ hoàng khéo lời từ chối đỡ lăng hàn trở về nơi ở người không biết còn cho rằng lăng hàn uống say nhưng trên thực tế lăng hàn hoàn toàn chìm đắm ở trong thế giới của mình trong đòn cuối cùng với long bộ thiên hắn cuối cùng thành công bắt lấy một tia thời cơ để hắn nhìn thấy phương pháp kích phát thiên địa bản nguyên chỉ là linh cảm như vậy lóe lên liền qua để hắn vẫn khổ sở hồi ức bởi vậy xem ra tựa như choáng váng để mấy người đô thiếu tuấn hiểu lầm hắn là thua không vui trở lại khách sạn hắn lập tức tiến vào hắc tháp tìm hiểu ở dưới luân hồi thụ ngoại giới ba ngày loáng một cái liền qua trong hắc tháp trong cơ thể Lăng Hàn đang phát sinh biến hóa long trời lở đất, trên bốn thần cốt, mỗi người có một phù hiệu cổ điển đang nhấp nháy, nhưng đều là ở thời điểm cái cuối cùng sáng lên, cái thứ nhất liền trở nên ảm đạm, không cách nào liền thành nhất mạch. Chính là như vậy, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, vù, mắt sáng như đuốc, có thể bắn ra hắc ám. Vù, trên bốn cái thần cốt, bốn phù hiệu đồng thời sáng lên. Thành công, Lăng Hàn còn không kịp mừng rỡ, chỉ thấy bốn phù hiệu trong cơ thể lẫn nhau hô ứng, trở nên càng ngày càng rừng rực không được lăng hàn chỉ thầm kêu một tiếng cảm thấy một luồng lực lượng đáng sợ dâng lên đùng 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 trong nháy mắt thần cốt trong cơ thể hắn vỡ tan toàn bộ mà thức hải cũng bị phá hủy oanh ngọn lửa hừng hực lăng hàn từ trong hỏa diễm đi ra tiểu tử người suýt chút nữa chơi mình chết rồi tiểu tháp xuất hiện lớn tiếng cảnh cáo hắn nếu như ở ba ngày trước người căn bản không thể dục hỏa trùng sinh mà là sẽ trực tiếp tử vong dục hỏa trùng sinh một lần Cần rất nhiều thời gian mới có khả năng sử dụng lần thứ hai, trước ở thời điểm thu lấy cương nguyên lục kim lang Hàn liền chết qua một hồi, cách hiện tại không tính là quá xa. Lang Hàn cũng nghĩ mà sợ hãi, nhưng như thế nào sẽ ngờ tới, bốn thiên địa bản nguyên cộng hưởng cùng chấn động, lại có thể bùng nổ ra uy năng kinh khủng như vậy, ngay cả thể phách của hắn cũng không đỡ nổi một đòn. Ngươi ngốc à, kia là thiên địa bản nguyên, ngang hàng tiên vương, chỉ là bị ảnh hưởng cảnh giới của ngươi, mới hạn chế uy năng. Nhưng ngươi mạnh mẽ mở ra phong ấn này, cái này không phải muốn chết là cái gì tiểu tháp tiếp tục phê bình nhưng lang hàn lắc đầu một cái nói lần này là ta sai lầm nhưng coi như lại tới một lần nữa ta vẫn sẽ chọn làm như thế bởi vì không làm như vậy căn bản không thể đánh được kỳ vô danh hiện tại lang hàn mới nhìn thấy hy vọng chân chính chiến thắng kỳ vô danh chỉ ít kỷ vô danh tuyệt đối không thể một chiêu liền oanh vỡ thể phách của hắn mà hắn có thể bởi vậy nếu như hắn bạo phát đòn đánh này kỳ vô danh tuyệt đối không ngăn được phải suy nghĩ thật kỹ một chút, đây là dùng để đả thương địch thủ, không phải tự sát. Hắn tự lầm bẩm lại bắt đầu nghiên cứu. Điên rồi, điên rồi, tiểu tháp thầm nói, nó không thể nào hiểu được tại sao Lăng Hàn muốn làm như thế, cầm mạng mạo hiểm dưới cái nhìn của nó là hành vi ngu xuẩn. Nhưng Lăng Hàn làm không biết mệt, hắn đi ở bên bờ nguy hiểm, nhưng hưng phấn đến mỗi lỗ chân lông thư giãn ra. Hắn lại xúc động bốn thiên địa bản nguyên, nhưng lần này ở trước khi hoàn toàn bạo phát, hắn đã phát tiết nguồn lực lượng này đi ra ngoài. Oanh, phía trước hắn nhất thời xuất hiện một mảnh đất chết phạm vi ngàn dặm. Thật mạnh, Lăng Hàn có chút chố mắt, lực phá hoại to lớn hơn bất kỳ một loại tiên pháp nào ta nắm giữ, nhưng khuyết điểm là không nắm chắc được biến hóa, cũng chỉ là nổ ra một đòn, nếu như tốc độ của đối phương nhanh, hoàn toàn có thể né tránh. Như vậy, ta liền nghĩ biện pháp để đòn đánh này bạo phát càng nhanh hơn, xung kích đến phạm vi càng rộng hơn, khiến người ta muốn tránh cũng không được. Còn có, Ta cảm giác còn có thể lại chậm một chút bộc phát ra đòn đánh này, để bốn thiên địa bản nguyên cộng hưởng lâu hơn một chút. Chương 2235, uy lực kinh người hạ. Không không không, cái này không thể xem như là cộng hưởng, mà là lợi dụng tính độc lập của thiên địa bản nguyên, đụng vào lẫn nhau, để chúng nó mở ra một tia phong ấn, bùng nổ ra lực phá hoại vượt qua cảnh giới. Thời gian va chạm càng dài, phong ấn mở ra liền càng nhiều, lực phá hoại tự nhiên càng đáng sợ. Ta chỉ cần trưởng khống mức độ là được. Lăng Hàn thử nghiệm lần thứ hai, lần này hắn để bốn thiên địa bản nguyên va chạm càng lâu một chút, oanh, một đòn đáng sợ đánh ra, trong vạn dạng quanh người hết thảy đều hóa thành hư vô. Oa, hắn há miệng, phun ra một ngụm máu tươi, màu vàng óng. Thiếu một chút lại chết, hắn lau mồ hôi lạnh, đây thực sự là đi bên bờ sinh tử, vừa nãy hắn để bốn thiên địa bản nguyên va chạm thời gian lâu dài một chút, nổ ra uy lực tăng vọt, nhưng cùng lúc cũng tạo thành trọng thương với bản thân hắn, để toàn bộ thần cốt sụp đổ chỉ cần lại lâu một chút xíu, hắn khẳng định ngỏm rồi. Chơi đến hồi hộp A, hắn tự diễu nói, vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thương thế lập khỏi hẳn. Cái tổn thương này là chính hắn tạo thành, lưu ý chí võ đạo ở trong cơ thể mình đương nhiên không thể hình thành xung đột với bản thân hắn, bởi vậy bất diệt chân dịch vận chuyển liền có thể làm cho thần cốt khôi phục. Tiểu tháp đã tức giận đến chẳng muốn nhìn hắn, không nói câu nào. Lăng Hàn không ngừng cân nhắc, hắn muốn ở uy lực cùng an toàn trong lúc đó tìm được một điểm thăng bằng ngoại giới lại ba ngày đi qua lăng hàn cuối cùng ngừng lại đại công cáo thành hắn lộ ra nụ cười có điều lợi dụng bốn thiên địa bản nguyên va chạm bùng nổ ra một đòn tuyệt thiên tuyệt địa điều này có thể tính là thực lực của ta sao nghiêm chỉnh mà nói cái này cũng là dựa dẫm ngoại lực chỉ là cái ngoại lực này bị ta thu vào trong cơ thể mà thôi cảnh giới của ta bây giờ quá thấp liền mượn dùng một chút ngoại lực a à, đợi ta đạt tới đỉnh cao vậy bản thân ta chính là mạnh nhất lăng hàn ra hắc tháp hỏi các nữ tình huống mấy ngày nay có a vô số thiên tài tập hợp chờ bách long tranh bá chiến bắt đầu hổ nữ nói lăng hàn không khỏi cười nói đúng bách long tranh bá chiến này khi nào thì bắt đầu hắn chạy tới dự thi nhưng ngay cả thời gian cử hành thi đấu cũng không biết hình như mười mấy ngày nữa nữ hoàng nói là đánh lôi đài chiến sao lăng hàn hỏi không phải nữ hoàng lắc đầu có người nói là tiến vào một thiên địa bí cảnh ở nơi đó tiến hành một loại tranh tài nào đó, dẫn đầu đi ra, hoặc là lên đỉnh một vương tọa nào đó, hoặc đạt được bảo vật gì, chính là người thứ nhất, sẽ nhận được lực lượng của Bách Long bí cảnh quán thể, chỗ tốt vô cùng. Nghe nàng nói như vậy, Lăng Hàn biết nữ hoàng cũng không hiểu rõ Bách Long tranh bá chiến. Hắn đi tìm phó nhạc, tỉ mỉ tìm hiểu một chút. Ở trong Bách Long bí cảnh, tổng cộng có 3.000 đại đạo, cái đại đạo này là chỉ từng con đường, không phải là thiên địa đại đạo. Phó nhạc giải thích, Lăng Hàn không khỏi nghe răng nói. Cái này ta rõ ràng, không cần coi ta là kẻ ngu si, cố ý giải thích một chút. Kha kha, cái này không phải sợ ngươi sẽ hiểu lầm sao. Phó nhạc cười nói, da mặt rất dày. Được, ngươi nói tiếp, chúng ta tiến vào bách long bí cảnh, liền phải đi tam thiên đại đạo này, chỉ có đi qua tam thiên đại đạo này, mới có thể triển khai tranh cướp chân chính, nhưng cụ thể là cái gì ta cũng không rõ lắm. Phó nhạc nói, có chút ý nghĩa, sau Bách Long tranh bá chiến chính là luyện đan thịnh hội sao? Lăng Hàn hỏi, ừm, phó nhạc gật đầu, mỗi lần đều là như vậy, mặc kệ Bách Long tranh bá chiến kéo dài bao lâu, sau đó đều là tỉ thí luyện đan, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Điều kiện tiến vào Bách Long bí cảnh là ngàn vạn tuổi trở xuống, mà khoảng cách thời gian mở ra là 100 triệu năm, chuyện này ý nghĩa là không có ai có thể đi vào hai lần, bởi vậy hết thảy ở trong đó cũng chỉ có thể là nghe người ta nói. Vậy thì chờ Bách Long bí cảnh mở ra. Mấy ngày kế tiếp, Lăng Hàn chuyên tâm nghiên cứu tứ đại thiên địa bản nguyên, hắn xưng là bản nguyên trùng kích, hiện tại là 4, sau này liền có thể là năm đạo, 7 đạo, 9 đạo. Phó nhạc cùng đám người đô thiếu Tuấn lại sống như keo như sơn, bọn họ đều là nhị thế tổ, tính nết hợp nhau, tự nhiên hợp ý. Rất nhanh, 13 ngày đi qua, oanh, toàn bộ thành thị đều phát ra tiếng vang ầm ầm, vô luận là ở góc nào cũng có thể nghe được rõ ràng, mà khi mọi người đi ra, chỉ cần ngẩng đầu nhìn một chút, liền có thể phát hiện giữa bầu trời có hơn bách long hư ảnh quấn quanh. Cuối cùng, những long ảnh này tạo thành một cánh cửa. Bách long bí cảnh, mở ra, đi, từng bóng người nhảy về phía cánh cửa giữa bầu trời, xèo xèo xèo, khi bóng người xuyên qua cánh cửa kia, liền lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đó là một bí cảnh, lang hàn cùng đám người nữ hoàng cũng dồn dập bay lên, nhào về phía cánh cửa kia. Cong 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 cong, từng bóng người như xuyên qua vùng lầy, tràn ngập cảm giác vướng víu nhưng sau khi xuyên qua cửa vào này, bọn họ lại đột nhiên có loại cảm giác toàn thân buông lỏng. Lăng Hàn phát hiện mình đang đứng ở trên một vách núi treo leo, mà vô số cây cầu là liên tiếp vách núi này, đếm một chút, không nhiều không ít, vừa vặn ba ngàn. Đây chính là Tam Thiên Đại Đạo. Đại Đạo đương nhiên không chỉ ba ngàn, nhưng vẫn lấy Tam Thiên Đại Đạo đến chỉ đại thế. Lăng Hàn phát hiện, trong đó có 2.990 cái đại đạo cực kỳ phổ thông, không khác cây cầu tầm thường, mà 10 cái cuối cùng lại không giống. 9 cái màu vàng, một cái màu đen. Vô số năm, chỉ có 321 người có thể bước lên 9 đại đạo màu vàng kia, bình quân một chút, thậm chí mỗi lần đều không đủ một người. Phó nhạc nói, Lăng Huynh, người biết cái này có bao nhiêu năm sao? chí ít một kỷ nguyên, có điều, mỗi người có thể leo lên đại đạo màu vàng, chỉ ít cũng đã trở thành tiên vương tầng 5. Một kỷ nguyên, lại chỉ có 321 người có thể bước lên 9 đại đạo màu vàng này, có thể thấy được độ khó cao những đại đạo này không phải ngươi muốn đi lên liền đi lên, nhất định phải để tâm xúc động, chỉ đại đạo nào tu càng tiếp cận đạo ngươi, đại đạo đó sẽ phát sáng, bằng không ngươi bước lên đạo khác, sẽ lập tức trượt chân rơi xuống. Ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ phi hành, mà người từ trên vách núi này ngã xuống. Còn chưa từng nghe nói có người có thể sống sót đi ra. chương 2236, Tứ Đại Đế Giả Hồ nữ hiếu kỳ, chỉ về phía cây cầu màu đen nói. Vậy còn cây cầu này, Cây cầu màu đen này được gọi là trí tôn thiên đạo, đến nay còn không ai có thể leo lên. Phó nhạc nói, trí tôn thiên đạo, lang hàn nhìn kỹ, kỳ thực mỗi một cây cầu đều do một con rồng hình thành, chỗ liên tiếp với bọn họ chính là đuôi rồng, thân cầu là thân rồng, tin tưởng một bên khác chính là đầu rồng. Đại đạo màu vàng không giống, mỗi một tòa đều do chín con rồng đan dệt thành, từng cái từng cái vuốt rồng nở lồi, cho thấy khí phách vô tận. Đặc thù nhất đương nhiên là đại đạo màu đen, do 99 con rồng tạo thành, như hoàng giả, lăng tiêu tuyệt thế. Ở lúc bọn hắn nói chuyện, đã có người tiến lên xúc động Long Kiều, người rất nhiều, bởi vậy Long Kiều không ngừng lóe lên ánh sáng, thật giống như đang khải đàn, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng quả nhiên như Phó Nhạc nói, không có một người có thể xúc động Long Kiều màu vàng. Một kỳ nguyên mới chỉ có mấy trăm người có thể leo lên, người nào cũng là vương trong vương, bá trong bá. Đương nhiên cũng bởi vì hạn chế 100 triệu năm mở ra một lần, cùng vượt qua ngàn vạn tuổi không thế tiến vào, để gần 9 phần 10 thiên kiêu tuyệt đỉnh vô duyên nơi này, nếu không thì, trên lý thuyết nhân số có thể tăng gấp 10 lần. Phù, một luồng khí thế hùng kỳ bá tuyệt cuốn qua, giữa bầu trời xuất hiện một người. Đây là một nam tử thân hình thon dài, bận thanh sam, tiêu sái đến tột đỉnh. Thiên thanh nguyệt, dĩ nhiên là thiên thanh nguyệt, không nghĩ tới hắn cũng đến nơi này. Trời ạ, à, đây chính là đế giả xếp hạng thứ ba phổ an thiên. Nếu như có thể đạt được chỗ tốt của bách long bí cảnh, vậy hắn sẽ không còn ngang hàng hạ hậu thông, Dư Hoa Thanh, Trúc Tuệ Vân nữa, mà là đế vương độc nhất vô nhị. Ồ, hắn không phải ở ba vị trí đầu sao, tại sao có thể có ba người ngang hàng hắn? Đó là bởi vì năm đó Dư Hoa Thanh không có tham dự đế giả bài vị chiến, nhưng thực lực của hắn được công nhận là có thể tiến vào ba vị trí đầu, bởi vậy bốn người này vẫn lấy ra cùng một chỗ nói. Thực lực bốn người này tương đương, vẫn không có phân ra người nào mới là đế vương duy nhất, nhưng tin tưởng sau lần tranh cướp này sẽ được định ra xuất hiện nhân vật siêu cấp như vậy tự nhiên miễn không được bị người nghị luận lăng hàn ở một bên nghe không khỏi nhìn thiên thanh nguyệt người này sâu không lường được ngươi biết người này sao lăng hàn hỏi phó nhạc tuy hai người không thuộc về một thiên vực nhưng thiên thanh nguyệt tựa hồ rất nổi tiếng có thể phó nhạc biết chút ít cái gì cũng không nhất định có điều phó nhạc lắc lắc đầu ngay cả tiên vương cũng đi không được mấy thiên vực huống chi là tiểu nhân vật như hắn thiên thanh nguyệt tu vi thiên hồn đỉnh cao lần này sau thiên long bí cảnh, phỏng trừng hắn liền mở ra tiên phủ. Một thanh âm đột nhiên vang lên ở phía sau Lăng Hàn. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, là Đô Thiếu Tuấn. Đối phương chính là người của phổ An Thiên, hơn nữa còn là cấp bậc đế giả, đương nhiên sẽ không xa lạ thiên thanh nguyệt. Thiên hồn đỉnh cao sao, Lăng Hàn lẩm bẩm hắn tràn ngập tự tin với mình, nhưng chắc chắn sẽ không ngủ quáng. Sức chiến đấu của hắn hiện tại xác thực rất mạnh, đặc biệt là nắm giữ phương pháp bản nguyên trùng kích, trong nháy mắt bộc phát ra sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, muốn chiến thắng đế giả thiên hồn đỉnh cao, cái này vẫn là tràn đầy bất ngờ. Cũng thật là muốn cùng hắn so chiêu, vù, cánh cửa ở giữa bầu trời lóe lên ánh sáng, chỉ thấy lại có một người tiến vào bí cảnh, mà hắn cũng đồng dạng gây nên náo động. Hạ hậu thông, đây là một tên đế giả vô thượng khác của phổ an thiên, có thể sánh vai thiên thanh nguyệt. Hạ hậu, thiên thanh nguyệt, hai tên siêu cấp đế giả nhìn chằm chằm đối phương, có thể nhìn thấy trong mắt bọn họ có chiến ý rừng rực, thật giống như lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Ha ha, ta không có bỏ qua cái gì chứ. Trong một tiếng cười dài, chỉ thấy một thanh niên tiến vào bí cảnh. Dư hoa thanh, người phía dưới kinh ngạc thốt lên, cũng thật vừa vặn, ba vị đế giả vô thượng lại sẽ ở trong cùng một lúc xuất hiện. Vẫn không có chờ mọi người thở ra một hơi, lại một vị đế giả giá lâm. Lúc này là một cô gái, xinh đẹp như hoa, một thân quần áo trắng thuần nhưng không che giấu được tuyệt đại phong hoa, khiến người ta tim đập thình thịch. Trúc Tuệ Vân, tứ đại đế giả tụ hội, đại biểu mạnh nhất trong phân hồn cảnh của toàn bộ phổ An Thiên. Tuy phổ An Thiên còn có đế giả khác, nhưng so với bốn người này là hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Cần cù bù thông minh, Đô Thiếu Tuấn nói, Lang Huynh, chúng ta không sánh bằng bốn tên biến thái kia. Nhưng Bách Long tranh bá không phải người thực lực mạnh nhất có thể cười đến cuối cùng, còn phải xem cơ duyên. Đi đầu một bước, liền thêm một phần cơ hội, hắn nhanh chân đi ra ngoài, đi xúc động ba ngàn long kiều. Một lát sau, chỉ thấy có tám cây long kiều đồng thời sáng lên. Chuyện này ý nghĩa, đô thiếu tuấn có tám lựa chọn, mỗi một long kiều hắn đều có thể đi. Hắn do dự một chút, lựa chọn long kiều ngoài cùng bên trái. Tám cây long kiều này đều tương quan với đại đạo hệ thủy, cũng là đại đạo hắn chủ tu, là đạo tắc gần gũi, vì lẽ đó đồng thời lóe sáng, mời hắn. Không hổ là đô thiếu tuấn, có thể đồng thời xúc động 8 cây long kiều. Đáng tiếc, chỉ cần xúc động một long kiều nữa, liền có thể hình thành biến chất, đạt được long kiều màu vàng tán đồng. Đây chính là chênh lệch giữa đế giả cùng đế giả đỉnh cấp, chỉ là một tia, nhưng chính là một tia này hình thành khác biệt một trời một vực. Đồ thiếu tuấn nhanh chân mà đi, dần dần đi xa, không nhìn thấy thân hình nữa. Ta đến, phó nhạc nhảy ra ngoài, phó nhạc cũng đi xúc động long kiều, một lát sau, có 5 cây long kiều đồng thời phát quang. Trước Lăng Hàn gặp qua rất nhiều lần, võ giả bình thường chỉ có thể xúc động một long kiều, mà vương giả thì chỉ ít là hai cái, nhiều nhất cũng chỉ ba cái. Mà hoàng giả, có thể đồng thời xúc động số lượng long kiều ở bốn đến sáu cái. Đế giả là bảy đến chín, đạt đến chín cái sẽ hình thành biến chất, được long kiều màu vàng tán thành. Phó nhạc có thể đồng thời xúc động năm cây long kiều, thiên phú như vậy ở trong hoàng giả cũng có thể xếp hạng trung thượng du, tương đối khá. Lăng huynh, ta đi trước một bước. Chương 2237, xúc động long kiều. Phó nhạc quay đầu lại nói một tiếng với Lăng Hàn, sau đó bước lên một long kiều nhanh chân rời đi. Một bên khác, tứ đại đế giả đứng song song một lúc, cũng dồn dập đi xúc động long kiều. Nếu ta là người thứ nhất đến, liền do ta thả con tép, bắt con tôm. Thiên Thanh Nguyệt đi ra, hắn bắt đầu xúc động long kiều. Cái này khiến những người khác chú ý, dồn dập nhìn lại. Thiên Thanh Nguyệt có thể xúc động long kiều màu vàng hay không? Hẳn có thể chứ? nếu như ngay cả siêu cấp đế giả xếp hạng thứ ba cũng không cách nào làm được, vậy cũng quá không còn gì để nói. Không nhất định, bách long bí cảnh mỗi cách 100 triệu năm thì sẽ mở ra, nhưng mỗi một lần đều có người có thể xúc động long kiều màu vàng sao. Ngược lại, số lần không có ai xúc động long kiều màu vàng trái lại càng nhiều. Nhưng thiên thanh nguyệt không giống, hắn nhất định có thể. Đúng, hắn nhất định có thể. Phần lớn người tràn ngập tự tin với thiên thanh nguyệt, cho rằng hắn nhất định có thể xúc động long kiều. Vù, một cây long kiều phổ thông phát sáng, sau đó thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cái này tự nhiên ở trong dự liệu của mọi người, đế giả chỉ ít có thể xúc động 7 cây long kiều, mà lấy thực lực đế giả vô thượng của thiên thanh nguyệt, xúc động 8 cái là hoàn toàn không thành vấn đề. then chốt là, có thể xúc động cái thứ 9 hay không, dẫn thành biến chất. Khi cây cầu thứ 8 cũng phát sáng, tất cả mọi người trợn to hai mắt, không tự chủ được xuất sáng lên. Đến cùng, có được hay không, chỉ một lúc sau cây long kiều phổ thông thứ 9 phát sáng, sau đó chín cầu lại đồng thời trở nên ảm đạp, một cây cầu màu vàng phát ra hào quang, phía trên quấn quanh chín con rồng giống như sống lại, tỏa ra khí tức dọa người. đây là uy thế cấp bậc tiên vương, ngay cả đế giả đỉnh cấp cũng không thể chịu đựng, sắc mặt trắng bệch. có điều thiên thanh nguyệt không bị ảnh hưởng chút nào, phảng phất như đạt được long kiều tán thành, liền có thể tránh uy thế như vậy. không hổ là thiên thanh nguyệt, trời ạ, à, long kiều màu vàng nhận hắn rồi cái này muốn tìm hiểu đến lần trước long kiều màu vàng mở ra là sự tình bao nhiêu năm trước chí ít hơn một tỷ năm trước a à, tất cả mọi người dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn thiên thanh nguyệt nam nhân này sáng tạo một kỳ tích ba vị ta đi trước một bước thiên thanh nguyệt cười ha ha hắn cũng thở phào nhẹ nhõm tuy hắn có tự tin mãnh liệt nhưng long kiều màu vàng thực quá khó di chuyển hiện tại rốt cục nhận hắn để hắn thở phào nhẹ nhõm càng tự tin gấp trăm lần một kỳ nguyên chỉ có hơn 300 người xúc động long kiều màu vàng, mà trong hơn 300 người này, thành tựu thấp nhất cũng đạt đến tiên vương tầng 5. Mà hắn cũng sắp trở thành một thành viên trong hơn 300 người này, chỉ ít có thể trở thành tiên vương tầng 5. Không, tiên vương tầng 5 tuyệt đối không phải điểm cuối của hắn, mục tiêu của hắn là tầng 9. Hạ hậu thông cũng theo sát đứng ra, giật động quy tắc trong cơ thể, nhất thời, từng cây long kiều phổ thông phát sáng, ở đạt đến 8 cái liền đình trệ, cái thứ 9 tựa hồ làm sao cũng không cách nào sáng lên. Hạ hậu thông không cách nào xúc động cây cầu thứ 9 sao? Nếu như hắn không thể làm được, sau này liền bị thiên thanh nguyệt bỏ lại đằng sau. Hết cách rồi, cây cầu thứ 9 quá khó di chuyển, đây là một rãnh trời, ngay cả đế giả đỉnh cấp cũng rất khó vượt qua. Ai, mọi người cảm thán, chỉ thấy long kiều thứ 9 đột nhiên phát sáng, sau đó chín cầu đan diệt, chỉ còn dư lại một cây long kiều màu vàng sáng lên lấp lóa. Trời ạ, à, hạ hậu thông cũng xúc động long kiều màu vàng. Hai tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên truyền thuyết tuyệt đỉnh thiên kiêu hoặc là không xuất hiện, hoặc sẽ thành đôi thậm chí ba bốn cái cùng xuất hiện, nửa điểm cũng không giả a. À. Có điều, cuối cùng chỉ có một tên đế giả có thể lên đỉnh, những người khác chỉ có thể trở thành đá đạp chân. Đồng nhất thời kỳ xuất hiện thiên kiêu đỉnh cấp càng nhiều, vậy đế giả lên đỉnh có thể kéo lên độ cao càng kinh người. Đại đông tiên vương của phổ an thiên chúng ta, năm đó có 3 tên cạnh tranh lực lượng tương đương, cuối cùng mới thành tiên vương tầng 8. Nếu như Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân cũng có thể xúc động Long Kiều màu vàng, vậy tứ đế tranh đấu, tương lai khả năng cực cao lại xuất hiện một vị tiên vương tầng 8. Mọi người nghị luận sôi nổi, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn về phía Dư Hoa Thanh cùng Trúc Tuệ Vân. Hiện tại, áp lực đều đến trên thân hai người bọn họ. Hai đại đế giả đồng thời đi ra, bắt đầu xúc động Long Kiều. Không có phụ lòng mọi người kỳ vọng, hai cây Long Kiều màu vàng đồng thời sáng lên. Lần này tất cả mọi người sôi trào, thời gian qua mấy ngàn triệu năm, rốt cuộc lại xuất hiện kỳ tích, chuyện này ý nghĩa phổ an thiên lại sắp xuất hiện một vị tiên vương tầng 8. Hai đại đế giả đồng thời hét dài một tiếng, đạp cầu mà đi, tuy trong bốn người bọn họ nhất định sẽ có một người lên đỉnh, nhưng đến tột cùng là ai, với bọn họ mà nói là cực kỳ trọng yếu. Ai cũng không muốn dừng lại ở tiên vương tầng 5, tứ đại đế giả này vừa đi, mọi người liền hết hứng thú, không có hứng thú ngồi nhìn nữa, bắt đầu tự mình ra trận, xúc động long kiều. Nếu cũng tới hổ nữ nhảy ra ngoài, đi xúc động Long Kiều. Lăng Hàn vốn muốn thu tất cả mọi người vào trong hắc tháp, mọi người cùng nhau hành động, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm giác mọi người có cơ duyên của mỗi người, hắn bảo vệ ở bên người, an toàn thì an toàn, nhưng cũng để mọi người mất đi cơ duyên nên có. Nghĩ như vậy, hắn liền không khuyên can nữa, một cái hai cái ba cái, Long Kiều từng cái phát sáng, rất nhanh đạt đến tám cái. Cái này ở Lăng Hàn xem ra là không thể bình thường hơn được, mà đây nhất định không phải điểm cuối của hổ nữ, truyền nhân dòng chính duy nhất của côn bằng cung hơn nữa còn đạt được lạc ấn võ đạo của một vị tiên vương tầng 9, có thể kém đám người tiên thanh nguyệt hạ hậu thông sao nhưng mà cái này ở trong mọi người lại gây nên sóng lớn mênh mông cái gì lại có người xúc động tám cây long kiều đây là vị đế giả nào a à? không quen biết là một thiếu nữ đẹp đến không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người nhìn hổ nữ không ai không bị thanh thuần tuyệt mỹ của nàng chinh phục đồng thời cũng bị thực lực của hổ nữ khiếp sợ xúc động tám cây long kiều, đây là sự tình chỉ có đế giả mới có thể làm được, hơn nữa còn phải là siêu cấp đế giả. chương 2238, long kiều màu vàng lại sáng. Vù, chỉ dừng lại một chút mà thôi, cây long kiều thứ 9 sáng lên, sau đó chín cầu đan diệt, thay vào đó chính là một cây long kiều màu vàng. Trời, tất cả mọi người ôm đầu, há to miệng, nhưng nói không ra lời. Cây long kiều màu vàng thứ năm sáng, cái này khai sáng một lịch sử, trước đó, nhiều nhất chỉ xuất hiện bốn tên siêu cấp đế giả, mở ra bốn cây long kiều màu vàng. Ngũ đế tranh bá, cuối cùng sẽ xuất hiện một vị tiên vương tầng 9 sao. Lăng Hàn, nữ đi trước, hổ nữ quay đầu phất tay với Lăng Hàn, sau đó lấy ra một cái đùi gà, vừa gặm vừa đi, so sánh với mấy người thiên thanh nguyệt, dễ dàng như giả vậy. Lăng Hàn cười gật đầu, sau đó liền nghe nữ hoàng nói. Ta đến, nữ hoàng dũng cảm đứng ra, phái dài màu tím ở dưới gió nhẹ thổi qua kề sát thân thể nàng, để vóc người hoàn mỹ lộ ra đường cong. Cái này không khỏi để rất nhiều người tâm thần thoải mái, làm sao cũng không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Ông ông ông, long kiều một tòa tiếp theo một tòa sáng lên, trong nháy mắt liền vượt qua năm cây. Chí ít là một vị hoàng giả, kha kha, chờ sau đó ta liền tuyển chọn long kiều của nàng, nếu có thể cùng nàng chung một chỗ, sẽ đuổi mỹ nhân tuyệt sắc này tới tay. Người tỉnh lại đi, người ngay cả vương giả cũng không phải, dựa vào cái gì đuổi được người ta hoàng giả liền nhất định mạnh sao, ta là thiên hồn đỉnh cao, tuyệt đại bộ phận hoàng giả đều không phải đối thủ của ta. Nữ hoàng tuyệt lệ gợi ra náo động to lớn, tuy hổ nữ đẹp không kém gì nàng, nhưng phong tình của nữ hoàng là độc nhất vô nhị. Vù, cái thứ sáu, thứ bảy liên tiếp sáng lên. Lần này mọi người huyên náo nhất thời yên lặng, bảy cây long kiều phát sáng, đại diện cho mỹ nhân tuyệt sắc này chính là một vị đế giả. Địa phương có thể bồi dưỡng được đế giả, làm sao cũng phải là cấp bậc tiên vương, thậm chí còn phải là tiên vương cấp cao. Truyền nhân từ trong thế lực như vậy đi ra, há cho phép khinh thường. Ngay sau đó, cây long kiều thứ 8 phát sáng, đoàn người nhất thời sôi sục, 8 cây long kiều phát sáng, điều này có ý vị gì? Có thể xung kích thứ 9, vậy liền có thể xúc động long kiều màu vàng. Trời ạ, à, chẳng lẽ muốn xuất hiện vị đế giả vô thượng thứ 6? Tứ đế đều hiện, có khả năng xuất hiện một vị tiên vương tầng 8, vậy đây là tiết tấu muốn xuất hiện tiên vương tầng 9 sao? Tiên vương tầng 9, trên trời dưới đất mạnh nhất, tất cả mọi người hít khí lạnh, chấn kinh đến nói không ra lời, lần này Bách Long tranh bá chiến tuyệt đối mở ra một thời đại mới. Vù, quả nhiên, cây Long Kiều thứ 9 phát sáng. Nhất thời 9 cây Long Kiều cùng nhau ảm đạp, một cây Long Kiều màu vàng phát quang. Trời ạ, à, ta nhìn thấy gì? Lại là một thiên tài xúc động Long Kiều màu vàng. Đây là muốn sáng lập một võ đạo thịnh thế sao? Không không không, hai nàng này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhất định không phải người của phổ an thiên chúng ta, tập hợp tất cả đế giả của đại thiên vực, xuất hiện 6 siêu cấp đế giả cũng bình thường. Nhưng bất kể nói thế nào, 6 đế cùng hiện, tương lai ở trong bọn họ có khả năng xuất hiện một vị tiên vương tầng 9. Tiên vương tầng 9, tiên vương tầng 9, tiên vương tầng 9, cuối cùng, ở trong miệng mọi người nỉ non cũng chỉ có bốn chữ tiên vương tầng 9 này. Ở trong mắt tiên nhân bình thường, tiên vương tầng 9 chính là tồn tại đỉnh cao tiên đạo, cùng thiên địa đồng thọ, trí cao vô thượng mà bọn họ tận mắt chứng kiến một vị hùng chủ tương lai quật khởi, cái này tự nhiên để bọn họ đều tê cả ra đầu, kích động đến tột đỉnh. Sẽ là ai? Thiên Thanh Nguyệt, Hạ Hậu Thông, Trúc Vệ Vân, Nữ Tử Gặm Đùi Gà, nghĩ đến hổ nữ, tất cả mọi người lắc đầu liên tục, ở bọn hắn nghĩ đến, tiên vương tầng 9 phải cực kỳ uy nghiêm, nào có gặm một cái đùi gà, tùy tùy tiện tiện như vậy. Nữ hoàng nhìn lăng hàn nở nụ cười xinh đẹp, đạp cầu mà lên. Nàng cho tới bây giờ không phải nữ tử cần bao che bảo vệ của người khác, mà là nữ hoàng đại nhân quát tháo phong vân. Lăng Hàn ở trong lòng cảm khái, yêu một người không phải là bảo vệ nàng đến gắt gao, mà phải cho nàng không gian, để nàng bay lượn. Nhu yêu nữ cũng đứng dậy, lắc lắc eo nhỏ đi tới vách núi, phong tình cảm động kia nhất thời khiến con người người ta muốn chừng ra. Tại sao có thể có nữ nhân quyến rũ tận xương như vậy? Nhu yêu nữ khẽ mở tay trắng, rõ ràng là vận chuyển công pháp, nhưng phảng phất như uyển chuyển nhảy múa, nhất thời, từng cây long kiều phát sáng, đáp lại lực lượng quy tắc của nàng. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa, năm tòa, sáu tòa. Dòng dã sáu tòa, điều này đại biểu nhu yêu nữ không chỉ là hoàng giả, hơn nữa ở trong hoàng giả cũng có thể xếp hạng hàng đầu, chỉ kém một chút xíu liền có thể bước vào cấp bậc đế giả. Đáng tiếc chính là, đế giả yêu cầu ngũ chảm, đây là sự tình nàng cả đời cũng không thể nào làm được. Trừ khi chém tu vi của mình xuống, làm lại một lần, nhưng đến tột cùng có mấy người có nghị lực lớn như vậy. Nhu yêu nữ cũng nở nụ cười quyến rũ, đạp cầu mà đi. Ta đến, ta đến, ta đến, ở sau nhu yêu nữ, vô số người chen chúc muốn xúc động Long Kiều, đều muốn xúc động được một cây Long Kiều tương đồng nhu yêu nữ, như vậy bọn họ nói không chắc liền có cơ hội nhất thân phương trạch. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, nhu yêu nữ nhắc lên động tĩnh lại còn lớn hơn nữ hoàng cùng hổ nữ. Suy nghĩ một chút, cái này cũng bình thường, tuy nữ hoàng cùng hổ nữ càng đẹp hơn, nhưng một người cực kỳ cao quý, một cái hồn nhiên, nhưng nói đến muốn câu dẫn nam nhân, vậy tuyệt đối vẫn là nhu yêu nữ quyến rũ hơn một bậc. Yêu nữ dù sao cũng là yêu nữ, Lăng Hàn đương nhiên sẽ không để Thiên Phượng thần nữ đi mạo hiểm, ngay cả chạm trần cũng chưa đi vào, vạn nhất ở trên Long Kiều gặp phải người xấu gì, vậy thực sự là một chút năng lực tự vệ cũng không có. Huynh muội thạch lỗi, Thạch Ngọc đương nhiên cũng như thế, thực lực quá thấp, vẫn là đàng hoàng chờ ở trong hắc tháp đi. Vô số người đều thử nghiệm xúc động Long Kiều kỳ thực chỉ cần là võ giả, hơn nữa cảnh giới đạt đến chảm chân, vậy liền có thể xúc động Long Kiều, khác biệt chỉ về số lượng. Phần lớn người chỉ có thể xúc động một cái, dù sao bất kể là vương giả, hoàng giả hay đế giả, đều là thuộc về tồn tại rất ít. Lăng Hàn cũng không có đợi thêm, ở sau nhu yêu nữ hắn cũng bắt đầu đi xúc động Long Kiều. chương 2239, Trí Tôn Thiên Đạo Thượng Có điều, dùng quy tắc gì đây? Lăng Hàn có chút trần chờ trong cơ thể hắn chỉ là thiên địa bản nguyên thì có bốn, lại thêm hắc tháp giao cho ba loại lực lượng quy tắc, vậy thì đạt đến bảy đạo. Lại thêm bản thân hắn nắm giữ quy tắc sát lục, không gian, thời gian, gộp lại đánh vỡ giới hạn 10 đạo. Coi như chỉ nói bản thân hắn ở nắm giữ quy tắc sát lục, không gian, thời gian cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là không thể so với thiên địa bản nguyên mà thôi. Vậy thì từng cái từng cái đến đi, người thứ nhất, hỏa, lang hàn đạt được thiên địa bản nguyên đầu tiên chính là cửu thiên hỏa, bởi vậy hắn cũng trước tiên xúc động cửu thiên hỏa. Cửu thiên hỏa phân hồn xuất hiện, oanh, cả người cháy hừng hực, xúc động long kiều. Ong ong ong, nhất thời, từng cái từng cây long kiều liên tiếp sáng lên, năm cái, bảy cái, tám cái. Thanh thế kinh người như vậy, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người lại đây, sau đó mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Đó là một thiên tài có thể xúc động tám kiều, có thể lại dẫn động một cái sao? Hẳn không thể, trước đã xuất hiện 6 đế giả vô thượng, không thể nào lại xuất hiện một cái chứ? Phần lớn người đều thầm nghĩ như thế, bảy siêu cấp đế giả, ngẫm lại cũng làm cho người tê cả ra đầu. Vù, đúng lúc này, cây long kiều thứ 9 phát sáng, sau đó trước sau như một, hết thảy long kiều đều trở nên ảm đạm, một cây long kiều màu vàng tỏa ra hào quang, phảng phất như có một ngũ trảo kim long muốn lao ra. Trời, long kiều màu vàng lại phát sáng, tòa thứ bảy lần này muốn đánh vỡ kỷ lục vạn cổ sao, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên, sau đó đều trở nên mất cảm giác, hiện tại nếu như lại có thêm người thứ tám có thể xúc động long kiều màu vàng, bọn họ cũng bình yên tiếp thu. Thật vậy, sẽ không giật mình, thần kinh của bọn họ đã đủ cứng cỏi. Nếu bọn họ biết Lăng Hàn chỉ dựa vào một đạo phân hồn liền xúc động long kiều màu vàng, bọn họ nhất định sẽ đến khiếp sợ tặng ra đầu gối của mình. Nhưng mà, Lăng Hàn không nhúc nhích, đây chỉ là một đạo thiên địa bản nguyên mà thôi. Trở lại, Lăng Hàn phát động huyền âm mẫu thủy, trong cơ thể nhất thời lưu chuyển ra khí thế trí cao vô thượng trong nháy mắt liền để bảy cây long kiều đồng thời phát sáng đáp lời đệ ngươi nhất định là đang đùa giỡn cái này tuyệt không phải thật vừa nãy đều cho là mình sẽ không lại bị kinh hãi bây giờ lại rất cầm trời ạ à, bọn họ nhìn thấy gì cái nam nhân này xúc động vượt qua 9 cây long kiều sao có thể có chuyện đó chín là con số cực hạn của thiên địa mà trong lịch sử mặc ngươi kinh diễm tuyệt thế ra sao nhưng đạt đến thành tựu tối cao cũng chỉ là xúc động chín cây long kiều cuối cùng hóa thành một long kiều màu vàng mà thôi. Mà lang hàn thì sao? 16 con, khó mà tin nổi, quả thực quái vật. Nhưng mà, cái này còn lâu mới kết thúc, ong ong, hai cây long kiều phổ thông sáng lên, sau đó liền thấy long kiều màu vàng thứ hai sáng lên. Thần A, tiên A, không ít người xoa xoa con mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt không có biến hóa chút nào, vẫn là hai cây long kiều màu vàng sáng lên lấp lóa. Trước cũng đã xảy ra cảnh tượng như vậy, là dư hoa thanh cùng trúc tuệ vân đồng thời xúc động long kiều, mới để hai long kiều màu vàng phát sáng, nhưng kia là sự tình hai đại siêu cấp đế giả liên thủ mới làm được. Hiện tại, một người liền xúc động hai cây long kiều màu vàng, chân chính khai sáng một lịch sử. Lẽ nào, chúng ta thật sắp nghênh tiếp một võ đạo thịnh thế sao? Nhưng mà, vậy thì kết thúc sao? Đùa giỡn, Lăng hàn lại phát động liệt diễm lôi kích mộc, lại có long kiều cấp tốc phát sáng. Ạch, à, tất cả mọi người đều há to miệng, lúc này bọn họ lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lẽ nào, lăng hàn còn muốn dẫn động long kiều màu vàng thứ ba cong 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 bảy cây long kiều phổ thông cấp tốc phát quang cùng lăng hàn cộng hưởng sau đó tòa thứ tám cũng phát quang sau đó là thứ chín tòa long kiều màu vàng thứ ba sáng thật giống như giang hai cánh tay hoan nghênh lăng hàn ba ba tòa lục tục còn có người đi vào mà vừa tiến đến liền trực tiếp dọa bối rối nhất định là ảo giác nhất định là vậy lăng hàn cười nhạt xúc động cương nguyên lục kim nhất thời lại có long kiều phổ thông mới phát sáng, sau đó, cây long kiều màu vàng thứ tư cũng phát sáng. Quái vật, ta thấy quái vật, ta nhất định còn đang nằm mơ, bởi vì bách long bí cảnh mở ra, vì lẽ đó ta quá hưng phấn, nên nằm mộng. Tên biến thái này đến cùng là ai, một người xúc động bốn cây long kiều màu vàng. Đúng đấy, hắn là ai? Rất nhanh, tất cả mọi người đều trở lại một vấn đề, chính là lăng hàn đến cùng là ai? Thế lực phương nào có thể nuôi dưỡng được quái vật như vậy, quả thực khiến đế giả vô thượng cũng muốn thẹn thùng lang hàn cũng không có tâm tình để ý tới những người này ánh mắt của hắn chăm chú vào trên cây long kiều màu đen kia hắn muốn xúc động cây long kiều này nếu chín cây long kiều phổ thông có thể xúc động một cây long kiều màu vàng vậy chín cây long kiều màu vàng có thể xúc động cây long kiều màu đen này hay không lang hàn cho rằng có thể được Cửu cử quy nhất là trí tôn thiên đạo bởi vậy hiện tại vấn đề là hắn có thể xúc động chín cây long kiều màu vàng hay không trở lại trở lại, hắn phát động lực lượng hắc tháp, cái này vốn là ở trong cơ thể hắn, cũng có thể coi như là một bộ phận thân thể của hắn. Đây đương nhiên là làm càn, nhưng Lăng Hàn đánh cược chính là hắc tháp cấp bậc cao, là thiên tôn pháp khí, từ một ý nghĩa nào đó thậm chí vượt qua vùng thế giới này. Hẳn có thể thâu thiên hoán nhật, ong ong ong, từng cây long kiều phát sáng, Lăng Hàn đại hỉ, quả thế, lại có ba cây long kiều màu vàng hầu như cùng lúc sáng lên. Mọi người đã không nói gì, bọn họ thực không biết nên dùng ngôn ngữ thế nào để diễn tả cảm thụ trong lòng lúc này. Lúc trước sáu đại đế giả cũng chỉ xúc động 6 cây long kiều màu vàng, cái này đã sáng tạo lịch sử, nhưng lang Hàn thì sao? Một người liền xúc động 7 cây long kiều, có phải là nói một mình hắn liền vượt qua sáu đại đế giả? Nếu như sáu đại đế giả cuối cùng có một người có thể trở thành tiên vương tầng 9, như vậy Lăng Hàn sẽ trở thành tiên vương thế nào? Tầng 10, xin lỗi, trên đời này không có tiên vương tầng 10. Mọi người ngạc nhiên đến không nói gì, nhưng Lăng Hàn không hề có một chút đắc ý, bởi vì Long Kiều màu đen vẫn không có sáng lên.